Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Cung nữ thượng vị ký Của tác giả Linh Tiểu Tức Phần 15 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Đừng nhìn tô lão gia tử tuổi đã lớn nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ trong tô gia đều phải qua tay ông ta chỉ cần một ngày còn tô lão gia tử tô gia sẽ không suy sụp chuyện này quan hệ trọng đại cần mưu tính kỹ càng tô lão gia tử vuốt râu bằng không trở thành cái gai trong lòng hút nghi mất nhiều hơn được cứ như vậy đoàn người triệu hút ở lại tô phủ cách thọ thần của tô lão gia tử còn 10 ngày nhưng người từ ngũ hồ tứ hải tới chúc thọ đã chen đầy giang nam thành mấy hôm nay tô chiếu bảo tô thanh loan cùng mấy tử đệ tô gia dẫn triệu húc đi ngắm cảnh giang nam du ngoạn trở về tô chiếu lại tự mình dẫn hắn đi giới thiệu với các đại thương hộ lão bản triệu húc nhờ thế thu hoạch không hề ít đối với cửu cửu tô chiếu này cũng trở nên thân thiết trong thời gian đó tô thanh loan còn dẫn hắn tới nơi ở của tô trắc phi trước khi xuất giá triệu húc không muốn phiền đến tô thanh loan nhưng bất lực trước sự nhiệt tình của cửu cửu mình hơn nữa gần đây, Tô Thanh Loan đều tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, không làm bất kỳ chuyện gì xấu, ngay cả khi đối mặt với Vân Trân cũng lộ vẻ ấy nấy. Dưới đủ loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Tô Thanh Loan dẫn hắn tới nơi này. Biểu ca, đây là khuê lâu cô mẫu ở Tô Gia trước khi xuất gia. Mỗi vật trang trí ở đây đều do cô mẫu tự mình lựa chọn. Nhiều năm trôi qua như vậy, Gia Gia và cha cũng không cho ai động vào, vẫn giữ nguyên trạng như lúc cô mẫu chưa xuất giá. Tô Thanh Loan dẫn bọn họ lên gác mái, vừa đi vừa giới thiệu. Vân Trân theo sau bọn họ, cũng cẩn thận đánh giá nơi này. Thì ra, đây là nơi Tô Trắc Phi trưởng thành. Chương 476, tiệc mừng thọ bắt đầu. Thì ra đây là nơi nuôi ra Tô Trắc Phi như vậy. Vân Trân vừa nhìn vừa tưởng tượng ra cảnh năm đó. Bên cửa sổ có theo phẩm theo được một nửa. Nhìn đường may, Xem ra Tô Trắc Phi thời thiếu nữ thường dựa vào cửa sổ, vừa theo vừa ngắm cảnh bên ngoài. Mà từ hướng cửa sổ nhìn ra, trùng hợp là cổng lớn của Tô Gia. Đường may có chút hoảng loạn, có lẽ người theo nó, tâm sư sớm đã bay ra ngoài. Trong khuê lâu của Tô Trắc Phi có rất nhiều đồ, nhưng không phải là theo phẩm của nữ tử, mà là sách. Vòng qua bình phong bách điểu triều phượng tinh Mỹ, phía sau là một phòng sách. Đủ loại sách, sách gì cũng có, Muội nghe cha nói, trước đây cô mẫu rất thích ở nơi này, đôi khi ngẩn ngơ cả một ngày. Sinh thần mỗi năm, gia gia và cha muốn tặng lễ vật cho người, người không giống những nữ tử khác muốn trang sức. Thứ cô mẫu muốn đều là sách, đủ loại sách, lúc này, Tô Thanh Loan đỏ mặt nhỏ, lúc muội còn nhỏ cũng thường xuyên trốn tới đây đọc sách cô mẫu để lại. Cứ như vậy, ngày qua ngày. Tiểu thư nhà nô tỳ rất thích ở đây. Nhà hoàng bên cạnh Tô Thanh Loan lên tiếng, ngoại trừ đọc sách tiểu thư còn hỗ trợ chăm sóc hoa cỏ trong phòng hoa cỏ ở cả nơi này trước kia đều do tiểu thư chăm sóc từ sau khi bị tô trắc phi đánh khỉ nhi không còn đi theo hầu hạ tô thanh loan nữa hiện giờ bên cạnh tô thanh loan đã đổi nha hoàng khác ngươi ngươi đừng nói như vậy tô thanh loan oán trách nhìn nha hoàng sau đó lại nhìn triệu hút thật ra thanh loan cũng chỉ làm việc trong khả năng đa số thời gian cũng là hạ nhân chiếu cố Thanh Loan biểu muội có lòng. Triệu hút gật đầu với Tô Thanh Loan. Nói xong, hắn lại nói với Vân Trân, chúng ta đi xuống đi. Giữa tháng 11, tiệc mừng thọ của lão gia tử Tô Gia cuối cùng cũng bắt đầu. Hôm nay, Tô Phủ vô cùng náo nhiệt. Sau khi Vân Trân hồi kinh, từng tham dự hai lần tiệc mừng thọ của Ninh Vương. Trong đó có một lần là đại thọ 40, nhưng nàng lại cảm thấy đại thọ 40 của Ninh Vương cũng không bằng tiệc mừng thọ của Tô Lão Gia Tử. Hôm nay, ngay cả bên ngoài Tô Phủ, trên cửa các cửa hàng đều dán đầy chữ thọ. Sau này Vân Trân mới biết, thì ra trong thành Giang Nam, có hơn phân nửa cửa hàng đều thuộc Tô Gia, mà một nửa còn lại cũng có thiên ti vạn lũ liên quan tới Tô Gia. Ngoại trừ phố lớn ngõ nhỏ dán đầy chữ thọ, phàm là người của cửa hàng Tô Gia đều phát tiền thưởng mọi người được tiền thưởng đều tới tô gia chúc mừng tô lão gia tử. Chỉ là người quá nhiều, tô lão gia tử sao có thể tiếp kiến hết. Tô gia đúng là danh tác. Nhìn người mừng thọ nối liền không dứt, Nguyên Bảo không nhịn được mà thì thầm bên tai Vân Trân, Trân Nhi, ngươi biết không? Nghe nói từ đầu tháng Tô Gia đã phát cháo cho người nghèo khổ ở chùa miếu ngoại ô Tô Gia thật sự có tiền. Đúng vậy. Vân Trân nhìn người tới người lui trước mặt, gật đầu. Nếu tô gia chỉ giàu, khẳng định không thể duy trì lâu như vậy. Hẳn còn có thanh danh tốt. Xây cầu lót đường, phát cháo làm việc thiện. Đều không thể thiếu được. Quận thủ đại nhân Giang Nam đến. Đúng lúc này, bên người có người thông báo. Tô Chiếu lập tức dẫn tử đệ Tô Gia ra ngoài. Chương 477, Triệu hút bị nhốt. Thọ thần của Tô Lão Gia Tử, ngay cả quan viên cao nhất của Giang Nam cũng tới. Hơn nữa, thời điểm đối mặt với Tô Chiếu, quận thủ Giang Nam rất khách khí. Có thể thấy được địa vị của Tô gia ở Giang Nam. Vân Trân nhìn Tô Chiếu dẫn người cùng quận thủ Giang Nam vừa nói vừa cười đi tới chủ thính. Nơi đó, Triệu Húc đang ở bên Tô lão gia tử. Mấy người gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau. Chờ khách khứa tới đã đông đủ, ngọ yến liền bắt đầu. Bên ngoài vang lên tiếng pháo. Tiếng pháo kéo dài thời gian một chén trà nhỏ mới dừng lại. Theo đó, mọi người vào vị trí bắt đầu dùng cơ, hoặc là tới trước mặt tô lão gia tử nói mấy câu cát tường, nhân cơ hội làm quen với những người khác. Vô cùng náo nhiệt. Tiệc mừng thọ hôm nay giúp tô gia có đủ mặt mũi. Cả buổi sáng, trên cơ bản triệu hút đều đi theo tô lão gia tử. Nếu có người tới chúc mừng, thấy không tệ, tô lão gia tử sẽ giới thiệu với hắn vân trân và nguyên bảo đi theo triệu hút hầu hạ xung quanh chỉ là sau này việc nhiều bọn họ bị gọi đi hỗ trợ vân trân nghĩ nơi này là tô gia triệu hút lại đi cùng tô lão gia tử không thể có người hại hắn nên rời đi chờ nàng bận xong kiến hội phía trước cũng tan vân trân tìm một vòng không thấy triệu hút đâu liền kéo một hạ nhân tô gia đi ngang hỏi thăm người nọ nói biểu thiếu gia đang nghỉ ngơi trong viện của lão gia lão gia ở nơi này là chỉ cửu cửu của triệu hút tô chiếu triệu hút là người biết lễ nghĩa đang êm đẹp sao lại nghỉ ngơi trong viện cửu cửu mình hạ nhân kia nói với nàng giữa trưa kính rượu khá nhiều người nên hơi say vân trân gật đầu cảm tạ người kia liền tới chỗ tô chiếu chờ nàng tới viện của tô chiếu rồi lại phát hiện bên trong rất an tĩnh ngay cả hạ nhân trong cửa cũng không có thật kỳ lạ vân trân nhíu mày có điều, nàng không nghĩ nhiều. Dù sao tình hình hôm nay tương đối đặc biệt, Tô phủ có nhiều khách tới như vậy, ngay cả nàng và Nguyên Bảo cũng cần đi hỗ trợ, hạ nhân trong viện Tô chiếu bị điều đi nơi khác cũng là điều bình thường. Chỉ là người kia nói triệu hút nghỉ ngơi ở chỗ Tô chiếu, nhưng lại không nói là phòng này. Viện của Tô chiếu lớn như vậy, nhất thời Vân Trân không biết bắt đầu tìm từ đâu. Rầm. Đúng lúc này, Vân Trân nghe tiếng đồ bị ném xuống đất. Nàng sửng sốt, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Nàng nâng váy, chạy về hướng của âm thanh. Rất nhanh, nàng tới trước một dãy phòng. Lạch cạch. Ngay thời điểm nàng không xác định là gian nào, gian phòng đối diện nàng lại truyền tới động tĩnh. Vân chân đi tới, lại phát hiện cửa phòng kia bị người ta dùng xích sắt khóa lại. Bịch bịch. Nàng nâng tay, thử gõ hai cái. Có người ở bên trong sao? Nàng hỏi loãng xoảng Vân Trân vừa dứt lời, liền có vật nặng từ bên trong đập vào cửa, dọa nàng giật mình. Ngay lúc nàng định lui ra sau, trong phòng truyền tới giọng khàn khàn của Triệu Húc, Trân Nhi, là ta. Thiếu gia. Vân Trân cả kinh mở to hai mắt, thiếu gia, sao ngài lại ở bên trong? Thiếu gia chờ một chút, nô tỳ lập tức cứu ngài ra. Vân Trân vội sờ soạn túi thuốc bên hông. Những năm đó nàng theo độc thủ y tiên ngao du khắp nơi, Ngoại trừ y thuật, độc thuật, nàng cũng học được chút kỹ xảo hành tẩu trên giang hồ. Trong đó có mở khóa. Chương 478, khó kìm nổi lòng. Nàng lấy ra một cây ngân châm vạn ổ khóa. Rất nhanh, chắc một tiếng, xích sắt được nàng mở ra. Nàng vội tháo xích sắt xuống, mở cửa. Thiếu. Cửa vừa mở, đầu triệu hút liền nện lên vai nàng. Vân chân rung lên, chỉ cảm thấy dựa vào nàng không phải một người mà là một khối sắt rất nóng, nóng đến hốt hoảng. Thiếu gia, thiếu gia ngài làm sao vậy? Vân Trân sốt ruột muốn bắt mạch cho hắn. Nhưng tay lại bị Triệu Húc nắm lấy. Thiếu gia. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Triệu Húc cũng nâng đầu lên. Vân Trân nhìn sắc mặt hắn hồng hồng, ánh mắt cũng nóng như lửa. Lập tức, nàng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Trời. Rời khỏi nơi này trước, Triệu Húc nắm tay Vân Trân, cố gắng áp chế khát vọng trong lòng, nghẹn ngào nói. Thật ra hắn biết, lựa chọn tốt nhất của bản thân hiện giờ là rời xa người trước mặt. Nhưng lý trí là một chuyện, giờ phút này thân thể đã không còn chịu lý trí khống chế, ngược lại còn giữ chặt nàng. Vân Trân nhớ tới cánh cửa vừa bị khóa, vội nhìn lướt qua phía sau hắn, liền thấy trên giường có một thiếu nữ sắc mặt phím hồng. Nhìn bộ dáng kia, hình như là tô thanh loan. Chẳng lẽ... Nàng nhíu mày. Được. Nàng không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn đưa Triệu Húc rời xa nơi này, cái nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới. Còn về thuốc bị hạ trên người Triệu Húc, nàng từng có kinh nghiệm, biết giải thế nào. Vân Trân vội dẫn theo Triệu Húc hơi thở ngày càng nặng nề về phòng của họ. Trong phòng không có ai khác, Nguyên Bảo và Nha Hoàng đều không ở đây. Vân Trân để Triệu Húc ngồi xuống ghế. Thiếu gia, ngài ở đây chờ một lát để nô tỳ đi chuẩn bị. Vân Trân nói xong, liền muốn ra ngoài. Nhưng tay nàng vừa đụng vào cửa, phía sau lập tức có một bàn tay vươn tới, đóng cửa lại. Sau đó, cả người nàng bị thân thể nóng bỏng ôm chặt, hơi thở nặng nề rơi xuống bên tai. Thiếu! Thiếu gia! Ngài muốn làm gì? Buông nô tỳ ra, nô tỳ còn phải đi lấy thuốc. Giải! Cho thiếu gia, Vân Trân cứng đờ. Nàng, không phải là thuốc giải tốt nhất sao? Bên tai truyền tới giọng trầm thấp của Triệu Húc, nhưng giọng Vân Trân run rẩy, bởi vì nàng đã cảm nhận được chỗ nào đó của Triệu Húc có biến hóa. Nàng biết, hắn không nói đùa. Hắn rất nghiêm túc. Hắn thật sự có khả năng sẽ muốn nàng. Trân Nhi, cho ta được không? Triệu Húc nhìn sườn mặt nàng, thất vọng. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn có điên cuồng, có phức tạp có giải dụa, có chần chờ, lại có được ăn cả ngã về không? Linh hồn giống như đã bị cảm xúc cắn xé, thống khổ khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Trân Nhi, Trân Nhi, dần dần, hắn bắt đầu từ phía sau hôn môi nàng, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng. Không có nàng, ta sẽ chết. Tay Vân Trân vốn sờ trên eo chậm rãi thả xuống. Nàng cúi đầu, thái độ trên mặt rất khó hình dung. Nàng trầm mặt, đối với Triệu Húc mà nói là sự thừa nhận biến tướng. Trân Nhi. Hắn kinh hỉ gọi. Đồng thời, nụ hôn rơi xuống cổ Vân Trân cũng càng kích động. Cuối cùng, hắn bế người trước mặt lên, đến giường bên cạnh. Chương 479, Tô Thanh Loan tỉnh lại. Tô Lão Gia Tử và Tô Chiếu tính toán thời gian, tới căn phòng Triệu hút nên ở. Nhưng thời điểm bọn họ tới lại phát hiện, khóa ngoài cửa phòng đã bị người ta mở ra. Hai người nhìn nhau, sau đó Tô Chiếu vội vào trong phòng ngay lập tức Tô Chiếu hít sâu một hơi. Trên giường bọn họ vốn chuẩn bị cho Triệu Húc và Tô Thanh Loan, người nằm bên trên giờ phút này lại là Tô Thanh Loan và một nam nhân khác. Sim y trên người Tô Thanh Loan sớm đã không cánh mà bay, nam nhân kia cũng trần trụi nửa người trên, cùng Tô Thanh Loan ôm nhau. Hai người kia mới làm gì, vừa nhìn liền biết. Súc sinh! Súc sinh! Tô Chiếu cầm bình hoa bên cạnh, muốn ném về phía nam nhân kia. Đúng lúc này, Nam nhân kia tỉnh lại, thấy bình hoa bay tới, hoảng loạn kéo chăn từ trên giường lăn xuống. "Ta đánh chết ngươi. Ta phải đánh chết ngươi, ngươi dám làm ra loại chuyện này với Thanh Loan, Tô Chiếu tức giận tới cổ cũng đỏ." "Đánh chết ta làm gì?" "Rõ ràng là nữ nhi nhà ngài bò lên người ta." "Ta chẳng làm gì cả, chuyện này liên quan gì tới ta?" Người nọ bọc chăn, vừa chạy ra ngoài vừa hét lớn với Tô Chiếu. Thời điểm ra ngoài còn thiếu chút đụng ngã tô lão gia tử ở cửa. Người đâu? Mau bắt tên nam nhân vừa chạy ra cho ta. Tô lão gia tử nhìn lướt qua tình hình trong phòng, sau đó xanh mặt, phân phó quản gia trong viện. Quản gia hoàng hồn, cuốn quyết gọi người ngăn cản. Ngươi, gọi tiểu thư dậy. Tô lão gia tử lại chỉ vào nha hoàng trên hành lang bị dọa đến choáng váng. Dạ. Vâng, vâng, nha hoàng vội vào trong. Rất nhanh, tô chiếu từ bên trong ra ngoài. Cha, người nói. Người nói xem đây là chuyện gì. Người trên giường thanh loan. Không phải hút. Câm mồm. Không đợi ông ta nói xong, tô lão gia tử liền lạnh giọng. Chuyện này dù thế nào cũng đã vượt qua phạm vi kế hoạch của họ. Tất cả, vẫn nên chờ thanh loan tỉnh lại rồi nói. Tô lão gia tử bảo. Tô chiếu thở dài, trước mắt chỉ có thể như vậy không bao lâu tô thanh loan tỉnh lại sau khi tỉnh lại nàng ta vẫn chưa biết người làm chuyện đó với mình không phải triệu hút trong lòng còn rất cao hứng trên mặt còn luôn treo nụ cười cha da da tô chiếu và tô lão gia tử tiến vào tô thanh loan còn ngượng ngùng gọi họ tô chiếu nhíu mày tô lão gia tử phất tay ý bảo nha hoàng bên cạnh lui xuống trước nha hoàng đi rồi tô chiếu xoay người đóng cửa cha da da Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Loan thấy bọn họ nghiêm túc, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là biểu ca không nhận con? Chàng không muốn chịu trách nhiệm với con? Bang. Tô Thanh Loan còn chưa nói xong, Tô Chiếu liền tức giận tát nàng ta một cái. Tát cho Tô Thanh Loan từ trong mộng tỉnh lại. Cha? Nàng ta mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn Tô Chiếu. Ngươi còn mặt mũi để hỏi? ông ta chỉ vào Tô Thanh Loan, tức giận tới cả người run rẩy. chẳng lẽ ngươi lên giường với ai cũng không biết. Mặt mũi của Tô Gia quả thật bị ngươi ném hết. Thì ra trong lá thư của Tô Trắc Phi có nhắc tới mấy chữ, gạo nấu thành cơm. Triệu Húc là người rất có trách nhiệm. Nếu hắn và Tô Thanh Loan xảy ra quan hệ, cho dù không thích Tô Thanh Loan, hắn cũng sẽ cưới nàng ta. Đây là cách tốt nhất bọn họ có thể nghĩ được. Chương 480, nên có hứa hẹn. Cho nên mấy hôm nay, Tô Chiếu Bảo Tô Thanh Loan cố gắng khắc chế trước mặt Triệu Húc, đồng thời, ông ta lại tự mình dẫn Triệu Húc đi kết bạn, hoàn toàn không nhắc tới chuyện của hắn và Tô Thanh Loan, chính là để Triệu Húc mất cảnh giác. Cũng vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Giữa trưa, bọn họ tìm chuyện đuổi người của Triệu Húc đi, sau đó bỏ thuốc vào rượu của Triệu Húc, lấy lý do hắn uống sau, đưa hắn tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn để tránh có hạ nhân giữa đường xông tới, Tô Chiếu còn đặc biệt điều người trong viện ông ta đi. Cuối cùng, bọn họ vẫn không yên tâm mà khóa cả cửa. Dù Triệu Húc có thể khống chế được mình, nhưng bọn họ cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, chờ Tô Chiếu và Tô lão gia tử dẫn người tới, cũng không thể giải thích rõ ràng. Kế hoạch của bọn họ rất chu toàn. Nhưng ai ngờ, Triệu Húc lại được cứu ra. Mà Tô Thanh Loan ở lại sẽ bị một nam nhân khác trà đạp. Sau khi biết mình ngủ với một nam nhân khác, sắc mặt Tô Thanh Loan lập tức trắng bệch. Không, không, sao có thể, nàng ta nắm chặt chăn, tuyệt vọng, cha, gia gia. Hai người cứu con, cứu Thanh Loan. Cứu? Còn có thể cứu thế nào? Tô chiếu nhíu mày, nếu không phải ngươi nhiều chuyện, một hai đòi uống thuốc thôi tình kia. Chuyện sau đó, sau đó. Tô Thanh Loan chết lặng trên giường nàng uống theo là để làm bộ bản thân cũng không cẩn thận mắc mưu. Đến lúc đó cho dù triệu hút quán giận, cũng không thể trách nàng ta, nàng ta vô tội. Nhưng nàng ta không ngờ đến cuối cùng lại tự lấy đá đập chân. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Cha ta chính là Mã Phú Quý. Các ngươi dám đụng vào ta. Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi không biết xấu hổ cầu xin ta ngủ với ả, hiện tại. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng thét chói tai của nam nhân trên giường sắc mặt tô thanh loan càng trắng bệch sắc mặt tô chiếu và tô lão gia tử cũng không tốt nhi tử của mã phú quý chính là cái tên ăn chơi cờ bạc thiếu chút bại hoại gia nghiệp chọc giận cha mình tức tới hộp máu kia cha gia gia thanh loan không muốn không muốn không muốn gả cho hắn không muốn ở bên này triệu hút tỉnh lại hắn cúi đầu nhìn người trong lòng. Khóe miệng đầu tiên công lên ý cười, theo sau lại lộ ra chua xót. Sau khi nàng tỉnh lại, sẽ hận hắn sao? Nhưng mặc kệ nàng có hận hắn hay không, đời này hắn sẽ không buông nàng ra. Vĩnh viễn không? Hắn sẽ cho nàng danh phận, thực hiện lời hứa của hắn ở Lâm Châu Thành. Thiếu gia, ngài tỉnh chưa? Nguyên Bảo ở bên ngoài chờ nghe động tĩnh, vội chạy đến cửa, nhỏ giọng gọi triệu hút hôn lên trán vân trân khoác áo khoác xuống giường đến bên cửa thấp giọng phân phó nguyên bảo vài câu không bao lâu liền có hạ nhân mang nước ấm vào sau bình phong hạ nhân đi rồi triệu hút bế vân trân đã hôn mê ra sau bình phong đặt nàng vào thùng nước tẩy rửa giúp nàng chờ xong xuôi giá áo bên ngoài đã đặt xiêm y sạch triệu hút mặc vào cho vân trân lại bế nàng về giường thời điểm hắn tắm cho vân trân chăn đệm cũng đã thay sạch sẽ Triệu hút đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó, triệu hút dùng nước ấm dư lại tắm qua một lần. Trong đầu hắn có chút loạn. Lúc này, Nguyên Bảo ở ngoài cửa bẩm báo, tô lão gia tử và tô lão gia tới. Chương 481, Phú Quý nên có. Triệu hút vào phòng, nhìn Vân Trân một cái, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài. Hắn vừa đi, Vân Trân vốn nằm trên giường liền tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn nóng giường, Sắc mặt trở nên bi ai cùng mê mang. Nàng cứ như vậy giao mình cho Triệu Húc, một nam nhân vân Hán quốc. Trong lòng nàng cũng rất loạn. Trong lúc hỗn loạn, tay đè lên lồng ngực. Nàng có thể cảm nhận tình yêu Triệu Húc dành cho nàng. Nhưng nàng thì sao? Nàng yêu Triệu Húc không? Nếu nói hoàn toàn không có cảm giác, vậy nàng khi đó vì sao không từ chối hắn? Nếu nói nàng thích Triệu Húc vì sao tử cổ bị gieo trong người hoàn toàn không có phản ứng? Là tử cổ mất đi hiệu lực sao? Hay cái gọi là cảm giác chỉ là ảo giác của nàng? Tâm tình Vân Trân rất phức tạp mà bắt lấy chăn, trở mình, mặt hướng vào trong. Có lẽ nàng nên cẩn thận suy nghĩ kế tiếp nên xử lý quan hệ giữa nàng và triệu hút thế nào. Dù sao, bọn họ như hiện giờ đã không hết cách quay về trước kia. Bên này, triệu hút sau khi ra ngoài, liền qua cách vách gặp ngoại công cùng cửu cửu của hắn. Khi Triệu Húc phát hiện mình trúng chiêu, Tô Thanh Loan trùng hợp vào thời điểm đó tới, chuyện hôm nay chắc chắn có liên quan tới ngoại công và cửu cửu của hắn. Sâu xa hơn là mẫu phi của hắn ở Kinh Thành. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn nên cảm tạ bọn họ. Nếu không phải bọn họ hạ thuốc, vậy quan hệ giữa hắn và Vân Trân vẫn sẽ tiếp tục nửa vời, không biết đến khi nào mới có thể phát triển thêm một bước. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không tha thứ cho họ bởi vì bọn họ bắt hắn dùng cách này có được phân trân kế hoạch của hắn vốn nên là ôn nhu khiến trân nhi dần dần chấp nhận hắn húc nhi con vẫn ổn chứ tô chiếu xấu hổ hỏi tô chiếu và tô lão gia tự thấy triệu húc vẫn không nói chuyện trong lòng không khỏi bồn chồn đồng thời lại thầm mắng tô thanh loan và tên nam nhân kia cửu cửu muốn hỏi gì triệu húc nhàn nhạt liếc nhìn tô chiếu ngữ khí xa cách Húc Nhi hiện giờ có ổn hay không, cửu cửu không phải quá rõ ràng sao. Chỉ hai câu ngắn ngủi cũng đủ khiến tô chiếu mặt hồng tai đỏ, xấu hổ không thôi. Húc Nhi, chúng ta làm vậy cũng là vì tốt cho cháu. Tô lão gia tự thấy thế, hơi cau mày, cháu là nhi tử của mẫu phi cháu, phụ vương cháu là ninh vương, là bào đệ duy nhất của đương kim thánh thượng. Xuất thân của cháu đã chú định cháu không tầm thường. Nếu muốn đi xa hơn, cháu không nên bị nhi nữ tình trường vướng bận. Cháu biết ngoại công và cửu cửu muốn tốt cho cháu. Triệu hút mở miệng, cắt ngang cô lão gia tử, những thứ cháu muốn, cháu sẽ dùng chính đôi bàn tay của mình đi đoạt lấy, chứ không phải dựa vào một nữ nhân. Nhưng, cháu biết băn khoăn của ngoại công cùng cửu cửu, thậm chí là băn khoăn của mẫu phi cháu. Triệu hút lần nữa cắt ngang, nhưng cháu cảm thấy, quan hệ giữa cháu và tô gia sẽ không thể tách rời ngoại công và cửu cửu đừng quên trên người cháu cũng chảy nửa dòng máu của tô gia chỉ cần một ngày cháu còn địa vị và quyền lực tô gia nên có một phân một hào cũng không ít đi còn về phú quý con cháu tô gia con cháu tự có phúc của con cháu chẳng lẽ cửu cửu và ngoại công muốn dựa vào cháu để bảo vệ phú quý của tô gia nếu là thế cửu cửu và ngoại công sai rồi triệu hút nói xong nơi này rơi vào yên tĩnh Chương 482, đột nhiên ngất xỉu. Tô Chiếu khiếp sợ. Tô lão gia tử trầm mặt. Không thể không thừa nhận, lời Triệu Húc nói rất đúng. Bọn họ luôn muốn gả Tô Thanh Loan cho Triệu Húc chính là vì hy vọng Tô Thanh Loan có thể thay Tô Gia Hạ sinh một hài tử cho Triệu Húc. Như vậy, cho dù Tô Trắc Phi qua đời, Triệu Húc không còn nữa, vẫn còn hài tử mang huyết mạch Tô Gia kia che chở bọn họ, phù hộ Tô Gia trăm năm phồn thịnh nhưng lời Triệu Húc mới nói lại cảnh tỉnh bọn họ. Triệu Húc sẽ không tiếp tục che chở hậu thế Tô Gia. Nếu hậu thế Tô Gia muốn được che chở, vậy chỉ có thể dựa vào nỗ lực của họ. Đừng nói trăm năm thế gia. Triệu Húc thấy Tô Chiếu và Tô Lão Gia tử dần bình tĩnh lại, tiếp tục, nói một câu vô lễ, cho dù là hoàng tộc Vương Triều, ai dám bảo đảm có thể tương truyền nhiều thế hệ. Câu cuối cùng của Triệu Húc đánh mất tất cả nghi ngờ trong lòng Tô Chiếu và Tô Lão Gia tử. Cháu nói không sai. Tô lão gia thở dài, là chúng ta hồ đồ. Phúc phận của con cháu Tô gia đâu phải là chuyện ta và cửu cửu cháu có thể quản được. Lòng người dễ thay đổi, chúng ta cũng chỉ có thể nhân lúc còn sống tranh thủ cho chúng. Còn về chuyện của chúng sau này, không cần chúng ta nhọc lòng. Cha nói đúng." Tô Chiếu cũng gật đầu. Nếu nói bọn họ hoàn toàn từ bỏ, đó là không thể nào. Nhưng trước mắt bọn họ cũng không có cách nào tốt hơn chỉ có thể đi một bước tính một bước cửu cửu và ngoại công có thể nghĩ thông suốt thì tốt triệu húc ôm quyền lần này húc nhi tới giang nam là đại diện ninh vương phủ mừng thọ ngoại công hiện tại cũng đã trì hoãn không ít thời gian húc nhi định mấy ngày nữa chờ khách khứa tang sẽ khởi hành hồi kinh tránh để phụ vương và mẫu phi trong phủ lo lắng hắn vốn dĩ định cuối năm mới lên đường nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy khiến hắn nhất thời thật sự không biết nên đối mặt với cửu cửu và ngoại công mình thế nào. Cho nên, lúc này mới quyết định sớm khởi hành một chút. Tâm tư của Triệu Húc, Tô Chiếu và Tô Lão Gia Tử làm sao không đoán được. Bọn họ hiện tại hối tiếc không kịp. Chỉ mong chuyện này đừng thật sự khiến Tô Gia và Triệu Húc rạn nứt tình cảm. Sau khi nói rõ ràng, Tô Chiếu và Tô Lão Gia Tử cũng không mặt mũi tiếp tục ở đây. Triệu Húc tự mình tiễn họ ra cửa nhưng thời điểm hắn vừa bước qua ngạch cửa cả người liền ngã xuống hút nhi hút nhi thiếu gia vài tiếng gọi triệu hút ngất đi triệu hút tỉnh lại đã là chiều hôm sau giờ phút này hắn đang nằm trên giường của mình nguyên bảo chờ ở cửa nghe thấy động tỉnh lập tức chạy vào thiếu gia ngài tỉnh rồi sao thật tốt quá dọa dạ chết mọi người nguyên bảo vui sướng nói Ta không sao. Triệu hút ngồi dậy, nhìn xung quanh, vô cùng an tĩnh, Trân Nhi đâu? Trân Nhi ở dưới bếp nấu thuốc cho ngài. Nguyên Bảo đáp. Hắn vừa dứt lời, Vân Trân liền bưng chén thuốc tới. Nguyên Bảo trông thấy Vân Trân, thức thời rời đi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người Triệu hút và Vân Trân. Uống thuốc trước đi. Vân Trân làm lơ ánh mắt chấp nhất của Triệu hút dừng trên người mình, đưa chén thuốc tới trước mặt hắn a à, triệu hút thở dài dựa vào đầu giường nói ta hiện giờ rất đau đầu tay cũng không còn sức làm phiền trân nhi nàng đút cho ta được không nói xong hắn tỏ vẻ đáng thương mà nhìn vân trân chương 483, trăm tám giấu giếm dương oai vân trân cắn răng không ngờ hắn còn mặt dày như vậy được nô tỳ đút ngài là được Vân Trân kéo ghế ngồi bên mép giường triệu hút, đút hắn từng muỗng thuốc. Chờ thuốc uống gần xong, nàng bỗng hỏi, thiếu gia có biết vì sao bản thân ngất xỉu không? Vừa dứt lời, nụ cười trên khóe miệng Triệu Húc cứng lại. À, Triệu Húc nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, có khi nào là lượng thuốc kia quá mạnh không? Cũng có thể do người nào đó tốt quá. Thiếu gia. Vân Trân vừa nghe tới đây, tức giận tới đặt chén thuốc lên ngăn tủ, trầm giọng, nô tỳ đang rất nghiêm túc nói chuyện với ngài, ngài có thể trả lời nghiêm túc không? Triệu hút hôn mê một ngày. Trong lúc đó, Vân Trân bắt mạch cho hắn vô số lần, đều không tìm ra nguyên nhân bệnh. Không giống trúng độc, cũng không giống bệnh tật phát tác. Không rõ ràng như vậy, cũng không hề có dấu hiệu, rất giống trúng cổ. Tuy rằng trên phương diện y độc Vân Trân rất có thiên phú, nhưng đối với cổ độc lại không biết nhiều lắm, chỉ có thể suy đoán nguyên nhân triệu hút ngất xỉu theo hướng cổ trùng. Ta thật sự không sao, có thể vì gần đây quá mệt mỏi. Triệu hút nói, nàng xem ta bây giờ đi, không phải rất tốt sao? Nói rồi, hắn còn gian rộng hai tay. Vân Trân nghe thế, nhíu mày càng chặt. Quả thật đúng như Triệu Húc nói, hắn hiện giờ ngoại trừ sắc mặt hơi kém, nhưng chỗ khác thoạt nhìn không khác người bình thường. Nhưng càng như vậy, Vân Trân càng bất an. Nàng mơ hồ cảm thấy Triệu Húc có chuyện gì đó giấu nàng. Được rồi, đừng nhíu mày nữa. Sắp nhăn thành lão ma ma rồi. Triệu hút ôm Vân Trân, đau lòng mà hôn nàng. Thiếu gia ngài làm gì vậy? Vân Trân vội đẩy hắn ra, đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn, ngài đừng tưởng rằng ngài dối gạt thì nô tỳ ra không ra. Nô tỳ chắc chắn sẽ tra ra được. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng mà cầm chén thuốc ra ngoài. Trân Nhi, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Ngươi! Ngoài cửa vang lên tiếng của Nguyên Bảo. Trong phòng, Triệu hút dựa vào giường, sờ ngực tính tình thật đúng là ngày càng lớn, đã bắt đầu rống với hắn. Rất nhanh, độ công trên khóe miệng chậm rãi trầm xuống, trong ánh mắt lóe qua một tia thống khổ. Hắn nhìn chầm chầm lồng ngực. Có điều, nàng đúng là mẫn cảm. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bí mật tử cổ sẽ không giấu được. Cũng không biết bên phía độc thủ y tiên tiền bối tiến triển thế nào rồi. Có tìm được cách giải trừ hay không? Ban đầu hắn cho rằng, chỉ cần Trân Nhi có thể yêu hắn, cho dù bảo hắn giảm thọ bảo hắn chịu nỗi đau xuyên tim hắn cũng không oán không hối hận nhưng sau khi chân chính có được nàng sau khi nếm được tư vị tình ái hắn mới biết cái gì là nghiện hắn không cam lòng chỉ có thể ở bên chân nhi mấy năm ngắn ngủi hắn muốn thời gian kéo dài vô hạn tốt nhất là hai người đến cuối cùng có thể bạc đầu giai lão tuy rằng triệu hút đã tỉnh nhưng tô chiếu và tô lão gia tử thật sự không yên tâm để hắn lên đường như vậy hơn nữa sau thọ thần của Tô lão gia tử, trời mưa liên tục 10 ngày, đường phố trở nên trơn trượt. Triệu Húc chỉ đành tiếp tục ở lại thành Giang Nam. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hắn và Vân Trân tiến vào giai đoạn cái muội không rõ. Đương nhiên loại cái muội không rõ này chỉ nhằm vào Vân Trân. Với Triệu Húc mà nói, hắn đã hoàn toàn coi Vân Trân là người của mình. Bọn họ ở bên này hưởng thụ ngày tháng ngọt ngào, mà Tô Thanh Loan ở bên kia lại như nước sôi lửa bỏng chương 484, không cam lòng. Đặc biệt là sau khi Tô Thanh Loan biết bản thân hao hết tâm tư, cuối cùng lại may hỷ phục cho Vân Trân, càng tức giận tới muốn học máu. Trầm. Tô Thanh Loan đập nát bình hoa trước mặt. Thả ta ra ngoài. Ta muốn gặp cha ta, Tô Thanh Loan chạy tới cửa, hét lớn. Nhưng cửa đã bị khóa lại, nàng ta kéo thế nào cũng không mở được. Tô Thanh Loan giận tới mặt đỏ bừng. Từ sau ngày đó, cha và gia gia nàng ta cứ nhốt nàng ta trong phòng không cho nàng ta rời đi nàng ta muốn đi tìm triệu hút muốn tìm triệu hút cầu xin muốn hắn giúp mình nhưng nàng ta không thể rời khỏi căn phòng này ý của cha và gia gia nàng ta đại khái là muốn nàng ta gả cho mã tài đúng chính là đứa con bất hiếu của mã phú quý thiếu chút khiến mã gia bại sản mã tài nàng ta sao có thể gả cho mã tài mã tài là người thế nào dựa vào đâu mà cưới nàng ta tốt kẻ còn đòi ăn thịt thiên nga nhưng người mã gia lại nói nếu tô gia không gả nữ nhi qua bọn họ sẽ nói chuyện xảy ra hôm đó với bên ngoài để xem sau này trong gian nam thành còn ai dám cưới nữ nhi tô gia đã thất trinh hay không hiện giờ nàng ta chính là sự sỉ nhục của tô gia nghĩ vậy tô thanh loan càng điên cuồng đốc 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 tiểu thư tiểu thư đúng lúc này có người gõ cửa sổ. Tô Thanh Loan ngây ra một lúc, nhanh chóng đi qua. Để đề phòng nàng ta bỏ trốn, cửa sổ cũng bị đóng đinh từ bên ngoài. Tô Thanh Loan chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hỷ Nhi. Tiểu thư, tiểu thư thật tốt quá. Hỷ Nhi nhìn thấy Tô Thanh Loan, kích động. Hỷ Nhi, Hỷ Nhi, mau thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Tô Thanh Loan gọi, ta không muốn gả cho mã tài, ta không muốn gả cho Mã Tài. Tiểu thư, nô tỳ cũng không có cách thả người ra, có điều, tiểu thư có thể tự mình cứu mình. Không bao lâu, Khỉ Nhi vội vội vàng vàng từ trong viện của Tô Thanh Loan chạy ra, "Người đâu, mau tới đây." "Tiểu thư tự sát." "Mau đi gọi lão gia." Rất nhanh, động tĩnh bên này liền kinh động tới Tô Chiếu và Tô lão gia tử. Tô Chiếu dẫn người tới mở khóa vào cửa, phát hiện Tô Thanh Loan nằm trên mặt đất cổ tay một đường đỏ thẫm Cứu người. Mau tìm đại phu tới. Tô Chiếu gấp tới độ hai mắt đỏ bừng. Đại phu vội tới, nhanh chóng băng bó vết thương cho Tô Thanh Loan. Đợi nàng ta uống thuốc xong, Tô Chiếu đi đến, vất tay bảo hạ nhân lui xuống. Cha, cha, nữ nhi không muốn gả cho mã tài. Tô Thanh Loan dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt. Nếu cha và gia gia khăng khăng muốn Thanh Loan gả vào mã gia, vậy thanh loan chỉ có thể đi tìm cái chết ngươi ngươi tô chiếu chỉ vào nàng ta tức giận đến nói không nên lời vậy thì không gả đúng lúc này tô lão gia tử tới tô thanh loan gọi gia gia cha ngài có ý gì tô chiếu hỏi có thể có ý gì tô lão gia tử nhìn ông ta sau đó nhìn tô thanh loan lão nhân cho ngươi cơ hội cuối cùng chuyện của ngươi và mã tài ta sẽ thay ngươi tạm thời che giấu. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, chỉ cần ngươi có thể khiến biểu ca ngươi trước khi rời khỏi Giang Nam chấp nhận ngươi, vậy ngươi không cần gả cho mã tài nữa. Thật sao? Hai mắt Tô Thanh Loan sáng ngời, đa tạ gia gia. Thanh Loan nhất định sẽ khiến biểu ca đồng ý. Bên này, Triệu Húc đang viết thư cho Tô Trắc Phi, báo rằng có lẽ sẽ về trễ hơn dự kiến. Thình lình, hắt xì một cái chương 485, phát hiện. Vân Trân mang thuốc tới, vừa lúc nhìn thấy, vội đặt chén thuốc lên bàn, liền chạy đi đóng cửa sổ lại. Ta không sao. Triệu hút buông bút, nói. Vân Trân không nói gì, chỉ đưa chén thuốc tới trước mặt hắn. Lại uống. Triệu hút làm mặt khổ. Từ lúc hắn ngất xỉu, mỗi ngày Vân Trân lại đổi phương thuốc, hơn nữa những thứ thuốc đó ngày càng đắng hơn. Hắn kháng nghị, nhưng Vân Trân lại nghiêng đầu nhìn hắn, nếu thiếu gia nói thật với nô tỳ vậy có thể không miễn uống thuốc. Ta có thể gạt nàng chuyện gì? Hắn hậm hực sờ mũi, cuối cùng chỉ đành cắn răng uống hết. Chỉ là mỗi lần Vân Trân mang thuốc tới, đầu lưỡi của hắn đều phải chịu khổ một chút. Vân Trân nhìn chầm chầm hắn uống thuốc, mãi đến khi không sót một giọt nào, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng triệu hút đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe của hắn ngày càng kém đi. Ban đầu, Vân Trân không kiểm tra tật xấu gì. Nhưng hai ngày trước, thời điểm nàng bắt mạch cho Triệu Húc, phát hiện hình như tâm thất có vấn đề. Lúc ấy, trong đầu nàng lóe lên một ý niệm. Nhưng ý niệm đó đi quá nhanh, nàng còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, đã không thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng, đáy lòng chỉ còn lại bất an. Nàng nhìn ta làm gì? Triệu Húc uống xong, thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình chầm chầm, liền không nhịn được mà chọc vài câu, chẳng lẽ, phát hiện nàng đã thích ta rồi. Nô tỳ thích thiếu gia, thiếu gia thật sự vui vẻ như vậy. Vân Trân nhướng mày hỏi. Nàng nghĩ thế nào? Vân Trân cười lạnh, chẳng lẽ thiếu gia đã quên nô tỳ bị hạ tử cổ sao? Nếu thích thiếu gia, nô tỳ sẽ chết. Lời này, thật ra cũng theo bản năng muốn dò hỏi. Vậy thì đừng thích quá nhiều. Triệu hút duỗi tay ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc nàng, chỉ cần thích một chút. Một chút là được. Thích một chút, tử cổ sẽ không phát tác. Nhưng tình cảm của con người há có thể chịu sự không chế. Dứt lời, Vân Trân tránh hắn, mang chén thuốc rời đi. Nàng vừa xoay người, nụ cười trên mặt triệu hút lập tức phai nhạt, duỗi tay ôm ngực, đau tới cả người run rẩy. Đúng vây, tình cảm của con người quả thật không khống chế được. Hắn chỉ hy vọng lá thư hắn gửi đi, độc thủ y tiên có thể mau chóng nhận được. Lúc này, Triệu Húc không biết cảnh tượng vừa rồi vừa lúc bị Tô Thanh Loan đứng trên gác mái bên cạnh nhìn thấy. Sau khi Tô Chiếu và Tô Lão Gia Tử đồng ý, nàng ta liền muốn đi tìm Triệu Húc ngay, nhưng lại lo Triệu Húc không muốn gặp nàng ta, cho nên mới trốn đến gác mái bên cạnh. Chỉ là nàng ta không ngờ sẽ trông thấy cảnh này. Chuyện ngày ấy Triệu Húc ngất xỉu không lý do, Tô Thanh Loan cũng biết. Nhưng nhìn cảnh trước mặt, Liên hệ với chuyện Tô Trắc Phi từng kể với nàng ta khi ở kinh thành. Tô Trắc Phi nói, Triệu Húc và Vân Trân đều bị hạ tình nhân cổ. Trên người Triệu Húc chính là mẫu cổ, trên người Vân Trân là tử cổ. Người bị gieo tử cổ không thể động tình với mẫu cổ, nếu không nhẹ thì đau như dao cắt, nặng thì trực tiếp uy hiếp đến tính mạng. Nhìn bộ dáng của Vân Trân, hiển nhiên đã động tình với biểu ca của nàng ta. Nhưng vì sao người đau ngực không phải Vân Trân? Ngược lại lại là biểu ca. Chẳng lẽ? Chương 486, ta đã biết. A. À. Tô Thanh Loan đột nhiên che miệng, hét lên. Tiểu thư sao vậy? Phía sau, Hỉ Nhi hỏi. Tô Thanh Loan chớp mắt, bên trong tràn ngập không thể tin được. Chẳng lẽ biểu ca thật sự to gan đến mức qua mặt cô mẫu, đổi tử cổ và mẫu cổ? Tiểu thư. Hỉ Nhi lại gọi Ngươi lập tức thay ta đi làm một chuyện. Tô Thanh Loan bỗng bắt lấy tay Hỉ Nhi, "Không phải ngươi nói Nguyên Bảo bên cạnh thiếu gia gần đây thân thiết với Thu Ảnh bên cạnh lão gia sao? Ngươi lập tức đi kêu Thu Ảnh thay ta hỏi Nguyên Bảo một chuyện." Mưa cuối cùng cũng dừng. Tuy Triệu Húc có khi ho khan, nhưng vẫn nói đến chuyện từ biệt với Tô Chiếu và Tô lão gia tử. Tô Chiếu và Tô lão gia tử tuy có lòng giữ lại, nhưng cũng sợ thể hiện quá rõ ràng sẽ khiến người ta hiểu lầm cuối cùng, họ chỉ nói ba ngày sau, trên sông Lưu Tô ngoài thành Giang Nam có hội đèn lồng, bảo triệu hút chờ hội đèn lồng kết thúc rồi đi. Tô Chiếu và Tô Lão Gia tử quá nhiệt tình, triệu hút không tiện từ chối, chỉ có thể đồng ý. Sau khi triệu hút đồng ý, Tô Lão Gia tử đi nói với Tô Thanh Loan, nàng ta chỉ có thời gian ba ngày. Gia Gia yên tâm, Thanh Loan đã có kế hoạch. Tô Thanh Loan nghe xong, nheo mắt, đáp. Hôm nay, Vân Trân từ phòng bếp đi ra, đưa thuốc cho Triệu Húc. Khi đi ngang hoa viên, nàng đụng phải Tô Thanh Loan. Vân Trân nhìn nàng ta một cái, định đi vòng qua. Nhưng ngay lúc này, Tô Thanh Loan lại lên tiếng. Ta có lời muốn nói với ngươi. Vân Trân hơi sửng sốt, nhưng không dừng bước. Về nguyên nhân biểu ca bệnh lâu như vậy vẫn không khỏi, Vân Trân lập tức dừng bước, nhìn nàng ta. Ta biết chuyện ngươi và biểu ca bị cô mẫu hạ tình nhân cổ, Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Trân lập tức thay đổi. Triệu hút còn ở thư phòng chờ Vân Trân. Mỗi ngày vào lúc này, Vân Trân đều sẽ mang thuốc đắng muốn chết tới. Nhưng hôm nay, thời gian đã qua, vẫn không thấy Vân Trân đâu. Triệu hút không khỏi lo lắng. Ngay thời điểm hắn định đi tìm nàng, Tô Thanh Loan tới. Nhìn thấy Tô Thanh Loan, nét mặt Triệu hút cứng đờ. Biểu ca. Tô Thanh Loan nhìn hắn, thái độ rất tự nhiên. Thanh Loan biểu muội có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng, ta đây đi trước. Biểu ca. Tô Thanh Loan quýnh lên, muốn kéo tay hắn. Nhưng tay nàng ta còn chưa đụng tới Triệu Húc, Triệu Húc bỗng lui về sau hai bước, giống như tránh né rắn rết. Tay Tô Thanh Loan dừng ở không trung, sắc mặt tái nhợt. Triệu Húc cũng không định an ủi nàng ta, chỉ gật đầu, liền muốn rời đi. Biểu ca, muội đã biết chuyện tình nhân cổ, hơn nữa còn biết huynh gạt cô mẫu, lén đổi tình nhân cổ. Lời Tô Thanh Loan nói như trường kiếm, thành công giữ chân Triệu Húc. Nhìn phản ứng của Triệu Húc, Tô Thanh Loan cuối cùng cũng dám khẳng định suy đoán của mình. muội muốn thế nào? Lúc này, Triệu Húc xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta. Tô Thanh Loan sửng sốt. Đây không giống điều nàng ta mong muốn. Nàng ta vốn cho rằng, ngay khi biết sự việc bại lộ, Triệu Húc sẽ khiếp sợ, sẽ kinh hoảng, sẽ bảo nàng đừng nói. Nàng ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không đoán được tình huống như bây giờ. Chương 487, thì ra, sớm đã yêu. Bởi vì ánh mắt triệu hút nhìn nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng ta vào trong rồi nói. Mùi nghĩ biểu ca cũng không hy vọng chuyện này bị người khác nghe thấy. Nói xong, Tô Thanh Loan liền vào thư phòng. Triệu hút lạnh mặt, đi theo. Bọn họ vừa tránh đi, sau góc tường bên cạnh, một người xuất hiện. Vân Trân duỗi tay đè vách tường lại, cắn môi, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được. Trong thư phòng, Tô Thanh Loan vốn cho rằng Triệu Húc sẽ thề thốt phủ nhận, hỏi nàng ta làm sao biết được. Nếu Triệu Húc hỏi, vậy nàng ta sẽ nói với hắn, nàng ta căn cứ vào quan sát của mình cùng những gì Nguyên Bảo nói, biết được. Nhưng cố tình, Triệu Húc không hỏi gì cả, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng ta. Triệu hút như vậy khiến Tô Thanh Loan cảm giác xa lạ, trong lòng cũng bồn chồn theo. Có điều rất nhanh, nàng ta liền điều chỉnh lại. Dù sao hiện giờ, người nắm lợi thế trong tay là nàng ta. Xem ra biểu ca đã thừa nhận. Tô Thanh Loan nói, không biết sau khi cô mẫu nghe được tin này sẽ xử trí Trân Nhi cô nương thế nào. Dù sao, với tình cảm biểu ca dành cho Trân Nhi cô nương, giữ nàng ấy ở bên, trăm hại mà không một lợi muội cảm thấy chỉ với suy đoán của muội không có bằng chứng thực tế mẫu phi sẽ tin sao cô mẫu luôn anh minh tô thanh loan ngẩng đầu dịu dàng nhìn hắn chỉ cần có kẻ làm hại biểu ca cho dù hoài nghi cô mẫu cũng sẽ diệt trừ ả lời tô thanh loan nói khiến triệu hút nhăn mày hắn không thể không thừa nhận tô thanh loan nói đúng chỉ cần tô thanh loan gieo hạt giống nghi kỵ trong lòng mẫu phi hạt giống này sớm muộn gì cũng nảy mầm Vậy muội muốn thế nào? Triệu hút hỏi. Biểu ca đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn muội. Tô Thanh Loan ôm ngực, viết mắt đưa tình mà nhìn Triệu hút, Thanh Loan cũng không có ý uy hiếp biểu ca. Thanh Loan thích biểu ca, đương nhiên sẽ không hại biểu ca. Thanh Loan chỉ là muốn giúp biểu ca, biểu ca ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nói ra yêu cầu của muội đi. Tô Thanh Loan cúi đầu, cắn môi, sau đó ngẩng đầu, chờ mong nhìn Triệu hút. Thanh Loan hy vọng biểu ca có thể cưới Thanh Loan làm vợ. Lời này vừa nói ra, cả thư phòng tức khắc an tĩnh lại. Ngoài thư phòng, Vân Trân đứng bên cạnh cửa sổ. Cuộc nói chuyện giữa Tô Thanh Loan và Triệu Húc bị nàng nghe không sót một chữ nào. Nàng nắm chặt vạt áo trước ngực. Cho nên đây mới là lý do nàng rõ ràng động tĩnh, nhưng tử cổ không phát tác sao? Bởi vì, căn bản không có tử cổ hạ trong cơ thể nàng căn bản không phải tử cổ mà là mẫu cổ còn tử cổ tử cổ vân trân nhớ tới cảnh triệu hút đột nhiên ngất đi nhớ tới mấy ngày nay vì sao rõ ràng hắn đã tỉnh sắc mặt lại ngày càng kém bởi vì thời điểm nàng còn rối rắm bản thân rốt cuộc có thích triệu hút hay không triệu hút lại vì thích nàng mỗi thời mỗi khắc đều chịu tử cổ tra tấn cho nên đây mới là chân tướng triệu hút vì nàng chịu nỗi đau xuyên tim của tử cổ hiện tại lại vì nàng bị tô thanh loan ép bức nàng nàng có tài đức gì mà lại được triệu hút yêu nàng sâu đậm như vậy đột nhiên lồng ngực đau nhói nhưng nàng biết đó không phải tử cổ mà là tình cảm của nàng có lẽ bất tri bất giác nàng từ sớm cũng đã thích triệu hút chỉ là bản thân không phát hiện mà thôi ta sẽ không cưới muội trong thư phòng triệu hút lên tiếng Chương 488, ta sẽ rời đi. Tô Thanh Loan nheo mắt, dường như không hề kinh ngạc trước câu trả lời của Triệu Húc. Biểu ca đừng vội cự tuyệt đề nghị của Thanh Loan. Tô Thanh Loan nhìn Triệu Húc, Thanh Loan cũng biết tình cảm của Biểu ca dành cho Trân Nhi cô nương. Nhưng Thanh Loan cũng bị ép bất đắc dĩ, nên mới phải ra hạ sách này. Ta không yêu muội. Vĩnh viễn sẽ không yêu muội. Dứt lời, sắc mặt Tô Thanh Loan trở nên trắng bệch rất nhanh nàng ta bình tĩnh lại cúi đầu nhẹ giọng thanh loan biết nhưng thanh loan không còn lựa chọn nào khác cha và gia gia đều hy vọng thanh loan gả cho biểu ca nếu biểu ca không cần thanh loan vậy bọn họ sẽ giao thanh loan cho kẻ ăn chơi trác tán trong thành gian nam mưu lợi cho tô gia nói tới đây thanh loan bật khóc biểu ca thanh loan cũng bị buộc bất đắc dĩ mới đưa ra kiến nghị không đúng mực như vậy Thanh Loan biết địa vị của Trân Nhi cô nương ở trong lòng biểu ca, cho nên tuyệt đối không dám nữa bất kính. Thanh Loan chỉ cầu xin biểu ca cho Thanh Loan một danh phận, cho dù không trở thành phu thê thật sự, Thanh Loan cũng không oán không hận. Tô Thanh Loan đột nhiên quỳ xuống. Biểu ca, xin hãy cứu Thanh Loan. Thanh Loan thật sự không muốn gả cho tên ăn chơi rác tán kia. Thanh Loan biểu muội, muội làm gì vậy? Muội đứng lên trước đi. Triệu hút nhíu mày xin biểu ca thành toàn cho Thanh Loan. Tô Thanh Loan lắc đầu, tiếp tục nức nở, Thanh Loan chỉ muốn ở cạnh biểu ca, cho dù làm thiếp thất cũng được. Huống chi, biểu ca giữ Thanh Loan lại, Thanh Loan còn có thể tiếp tục thay biểu ca giữ bí mật đó. Tô Thanh Loan nói xong, tay triệu hút cứng đờ giữa không trung. Hắn nhấp môi, cung mày nhíu chặt. Ngày kia là tiết hoa đăng, Thanh Loan cũng sẽ du hồ. Chỉ mong đến lúc đó, biểu ca có thể cho thanh loan một hồi đáp chuẩn xác tô thanh loan hành lễ đứng dậy rời đi để lại triệu húc đứng tại chỗ tâm sự nặng nề tô thanh loan ra khỏi thư phòng nàng ta đưa tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt viết nhìn vân trân còn mê mang bên cạnh ra ngoài vân trân nhìn thư phòng sau đó nhấc chân đuổi theo tô thanh loan tô thanh loan ở đình hóng gió chờ nàng thấy nàng tới khóe miệng không nhịn được mà cong lên vừa rồi cuộc đối thoại của ta và biểu ca ngươi cũng nghe thấy hết tô thanh loan xoay người cười lạnh nếu ngươi thức thời một chút thì lập tức chủ động rời xa biểu ca nếu không ta vì biểu ca chuyện gì cũng có thể làm ra được ngươi không cần uy hiếp ta cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại bên cạnh thiếu gia hiện giờ nàng đã biết chân tướng cũng biết tình cảm của mình dành cho triệu hút nàng làm sao dám tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn chịu đựng nỗi đau xuyên tim. Trước khi cởi bỏ tình nhân cổ, nàng chỉ có thể rời sao? Hả? Tô Thanh Loan kinh ngạc. Nàng ta không ngờ, Vân Trân lại chủ động như vậy. Coi như ngươi thức thời. Tô Thanh Loan nói, nếu ngươi đã biết chân tướng, vậy thì vì biểu ca, ngươi hãy mau đi đi. Ngày mai biểu ca sẽ cùng cha ta du thuyền trên sông Lưu Tô xem hội đèn lồng. Đến lúc đó, người nhiều hỗn loạn, ngươi hãy nhân cơ hội rời đi, ta sẽ phái người tiếp ứng. Chương 489, Du Thuyền Trên Hồ Phái người tiếp ứng Vì sợ nàng không đi sao? Nhưng lúc này, Vân Trân đã không còn tâm tình cãi cọ với Tô Thanh Loan. Chỉ nghĩ tới mai phải đi, lòng nàng vô cùng khó chịu. Nàng không biết nên giải thích thế nào với Triệu Húc. Có lẽ, không cần giáp mặt giải thích. Giáp mặt nói, Triệu hút chắc chắn sẽ không để nàng đi. Đến lúc đó lại khó tránh khỏi một số việc rắc rối. Có lẽ, nàng nên để lại một phong thư. Trong thư cứ nói, nàng đột nhiên nhận được tin xin giúp đỡ của sư phụ, vội đi cứu người, chờ thêm một khoảng thời gian nữa lại phái người gửi thư về, nói sự việc bị trì hoãn, e rằng phải ở bên ngoài một hai năm. Trong đầu Vân Trân rất loạn. Càng tìm cớ, nàng càng muốn trực tiếp nói với triệu hút rằng nàng đi tìm cách giải tình nhân cổ không giải được tình nhân cổ đời này không gặp lại ba chữ không gặp lại khiến nàng rùng mình nhưng đây là sự thật tình nhân cổ là bế tắc giữa nàng và triệu hút nếu không tìm được cách cởi bỏ tình nhân cổ vậy nàng và triệu hút chỉ có thể đời này không gặp lại sinh ly tử biệt thống cổ nhất không gì hơn sống mà chia xa Tô Thanh Loan đắc ý rời đi. Việc hôm nay, đắc ý nhất không ai hơn nàng ta. Mà hai ngày nay, Vân Trân và Triệu Húc đều tâm sự nặng nề. Mỗi lần gặp, đều như có một thứ gì đó treo trên đầu bọn họ. Lúc này, Vân Trân đặc biệt hối hận, hối hận bản thân tỉnh ngộ quá trễ. Bằng không, cũng sẽ không ngay thời điểm phát hiện bản thân thích một người, liền phái từ biệt với người kia. Cứ như vậy đến ngày du thuyền, du thuyền là để chuẩn bị cho năm mới chỉ có ngày hôm nay nó mới mở cửa với bá tánh trong giang nam thành tô gia là phú hộ số một giang nam tự mình đã có thuyền xa hoa căn bản không cần đi thuê như bá tánh mà hôm nay du thuyền trên sông lưu tô con thuyền lớn nhất xa hoa nhất của tô gia khiến mọi người đặc biệt chú ý hiện giờ vẫn còn sớm chờ đến tối hai bên sông sẽ trải đầy hoa đăng đèn trên thuyền cũng sáng đến khi ấy mới thật sự rực rỡ lúc này tô chiếu tự mình dẫn triệu hút đứng ở bông thuyền ngắm cảnh sông nước giang nam vân trân và nguyên bảo theo sau triệu hút đúng vậy vô cùng rực rỡ nghĩ đến thịnh cảnh năm trước lòng ta liền thỏa mãn nói cũng đúng bá tánh giang nam thành có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy ít nhiều cũng nhờ tô lão gia và tô gia không có tô gia làm sao phong cảnh lung linh như vậy cho nên vẫn là tô lão gia lợi hại nhất mấy lão bản cửa hàng đi cùng tô chiếu sôi nổi khen ngợi tô gia không dám nhận không dám nhận là các vị nâng đỡ mới có tô gia ta của ngày hôm nay tô chiếu cười xua tay tô lão bản khách khí quá khiêm tốn tô chiếu dẫn triệu hút du thuyền xong thấy khí sắc triệu hút không tốt sợ sức khỏe hắn chưa khôi phục liền bảo hắn về phòng nghỉ ngơi chờ muộn một chút khi hai bên bờ sông cùng đèn hoa đang sáng lên lại trở ra thưởng thức Triệu Húc nghe vậy, nói với Tô Chiếu vài câu, liền mang theo Vân Trân và Nguyên Bảo về phòng. Người của Tô Gia đã chuẩn bị phòng cho Triệu Húc. Nguyên Bảo rất thức thời tìm cớ, chuồn ra ngoài chơi. Để lại hai người Triệu Húc và Vân Trân ở trong phòng. Nàng không thích nơi này sao? Lúc này, Triệu Húc vô cùng tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy Vân Trân trước mặt, hỏi. Chương 490, thời gian cuối cùng. Sao thiếu gia lại nói như vậy, nét mặt vân trân hơi cứng đờ hỏi lại trực giác triệu hút cúi đầu ngửi ngửi cần cổ nàng trực giác nói với ta tâm tình nàng không tốt nếu nàng không thích du thuyền chúng ta bây giờ lập tức trở về đừng vân trân đè cánh tay hắn lại lắc đầu vẫn là du thuyền đi nàng không phải không thích ngắm hoa đăng nàng chỉ đang nghĩ tới ly biệt sắp đối mặt Thời gian nàng và Tô Thanh Loan ước định là buổi tối. Buổi tối sẽ có yến tiệc. Vào tiệc tối, nàng sẽ tìm cớ rời khỏi Triệu Húc, lén đến bông tàu, sẽ có người đón nàng. Tô Thanh Loan đã sắp xếp thuyền đưa nàng xuôi dòng đi xuống, mượn bóng đêm để tới Hạ Du. Chờ đến khi Triệu Húc phát hiện, nàng đã ở ngoài trăm dặm. Có điều, nàng không tin Tô Thanh Loan. Cho nên kế hoạch của nàng là lên thuyền tiếp ứng liền khống chế người chèo thuyền, sau đó lên bờ. Vừa rồi thời điểm Tô Chiếu dẫn Triệu Húc du lãm, nàng đã xem tình hình hai bên bờ sông đêm nay có hội đèn lồng người đông chỉ cần nàng trốn trong đám người triệu hút rất khó có thể tìm thấy nàng mà hiện tại cách buổi tối trời đi chỉ còn ba canh giờ thời gian ba canh giờ ngắn ngủi đó là thời gian nàng và triệu hút có thể ở bên nhau lần sau gặp lại không biết là khi nào có lẽ chỉ nghĩ đến đây tâm tình vân trân không thể vực dậy nổi ngay cả làm bộ cuối cùng cũng không làm bộ được Vân Trân bên này thương cảm sắp ly biệt, Triệu Húc bên kia làm sao không phiền não. Thời hạn cuối cùng Tô Thanh Loan cho hắn suy xét chính là đêm nay. Tô Thanh Loan luôn miệng nói không muốn bị ép gả cho tên ăn chơi trác tán trong thành, nhưng trên thực tế, câu nào câu nấy đều là uy hiếp. Nếu hắn không cưới nàng ta, vậy nàng ta sẽ nói bí mật của hắn với mẫu phi. Sau khi mẫu phi biết, chắc chắn sẽ giết Trân Nhi. Tô Thanh Loan biết uy hiếp hắn ở đâu, cũng rất thông minh đánh mục kích vào đó thật ra nô tỳ đang suy nghĩ tới tình hình sức khỏe của thiếu gia vì sao càng ngày lại càng gầy ốm vậy vân Trân thở dài trong lòng nói có lẽ là do thân thể cao lên chăng triệu hút hôn nàng dịu dàng nói nàng cũng biết đây ta ở tuổi này đang là thời điểm cao rất nhanh ta nghe nói phụ vương lúc trước ở tuổi này còn gầy hơn ta thế sao vân Trân thất vọng trong lòng lại vô cùng đau đớn đúng thế chính là như vậy triệu hút dùng sức ôm chặt nàng cho nên nàng đừng nghĩ nhiều chờ trở về kinh thành ta sẽ báo cáo tất cả với mẫu phi ta sẽ thực hiện lời hứa với nàng trước đó vừa nói ra lời này cả người vân trân chấn động đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện kia triệu hút chủ động nhắc đến tương lai với nàng trước đó không biết là cố ý hay vô tình bọn họ đều lãng tránh đề tài này có lẽ vì cả hai đều biết với tính cách của tô trắc phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý để triệu hút cưới một nha hoàng không quyền không thế quan hệ giữa họ vừa bước sang giai đoạn khác triệu hút không muốn làm nặng vấn đề phá hỏng không khí giữa họ vậy nếu nương nương không đồng ý thì sao vân trân hỏi nếu đổi lại là ngày thường nàng sẽ không ở thời điểm này hỏi một câu như thế nhưng hiện tại nàng sắp phải đi rồi nàng không nhịn được mà muốn biết ta đây sẽ cố gắng thuyết phục mẫu phi. Ta sẽ nỗ lực chứng minh cho bà ấy thấy, cho dù không có thê tộc cường đại duy trì, ta cũng sẽ có được thứ bà ấy muốn. Chương 491, ngọn đèn dầu trên sông Lưu Tô Hơn nữa, ta cảm thấy trân nhi của ta lợi hại hơn bất kỳ thê tộc hay bối cảnh lớn mạnh nào. Nếu đến cuối cùng mẫu phi vẫn không đồng ý, cùng lắm thì ta đây dẫn nàng cao bay xa chạy, tìm một nơi không tồi ẩn cư. Ưm, ừ, triệu hút tráng kề tráng nàng, cười nói. Hắn còn chưa nói xong, Vân Trân đột nhiên kéo cổ hắn xuống, hôn lên. Cảm nhận cánh môi mềm mại, triệu hút sửng sốt vài giây. Đang mơ sao? Trân Nhi thế mà chủ động hôn hắn. Hoàng hồn lại, triệu hút ôm chặt eo nàng, một tay giữ đầu nàng, hóa bị động thành chủ động, đoạt lại quyền khống chế, kích động hôn lên. Bọn họ hôn đến không xa không rời, thiếu chút không khống chế được nếu không phải vừa lúc có nha hoàng tới truyền lời của tô chiếu chỉ sợ bọn họ sẽ không thể cứu vãn triệu hút thở hổn hển buông môi vân trân ra cả người vân trân mềm nhũng dựa vào lòng hắn thân thể này thật đúng là mẫn cảm sau khi hưởng qua tư vị tình ái thì không trở về như xưa nói với cửu cửu ta lập tức qua đó triệu hút ông vân trân nói với nha hoàng bên ngoài nha hoàng đáp vân liền rời đi nghe tiếng bước chân nha hoàng dần đi xa triệu hút cúi đầu nhìn người trong lòng vân trân cũng vừa lúc ngẩng đầu hai ánh mắt tương ngộ theo đó không hẹn mà cùng nở nụ cười ta qua chỗ cửu cửu nàng muốn đi cùng ta không triệu hút hôn lên chóp mũi nàng dịu dàng hỏi vân trân nhìn hắn gật đầu nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng ở bên triệu hút chiều hôn dần buông xuống hoa đăng hai bên bờ sông Lưu Tô đều sáng lên. Mà đèn lông trên thuyền cũng sáng. Ánh đèn chiếu vào nước sông sâu thẳm, phá lệ rực rỡ. Trân Nhi, ngươi ở đây làm gì? Thiếu gia vào trong rồi, chúng ta cũng mau đi đi. Vân Trân đứng bên rào trắng nhìn ánh đèn hai bên sông. Lúc này, Nguyên Bảo từ bên cạnh tới, nói. Vân Trân quay đầu, gật đầu với hắn. Ngay thời điểm nàng định vào trong, lại nghe Nguyên Bảo hỏi, Trân Nhi, thiếu gia thật sự muốn cưới ngươi làm thê tử sao? Nguyên Bảo hỏi. Mấy ngày nay hắn theo sau Triệu Húc, Triệu Húc và Vân Trân nói chuyện, hắn cũng nghe được một ít. Ngươi hỏi việc này làm gì? Vân Trân nghe xong, nhớ mày, ta thấy ngươi nên quản chính mình trước đi. Ta nghe người ta nói, gần đây ngươi rất thân thiết với thu ảnh cô nương bên cạnh tô lão gia. Sao hả, ngươi không thích quả nhi nữa? Quả nhi nghe Vân Trân hỏi, Nguyên Bảo lập tức bối rối. Ta và thu ảnh cô nương hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta hiểu lầm có ích lợi gì. Không phải, ta là nói ngươi đừng kể bậy với quả nhi, thật sự không như ngươi nghĩ. Ha ha. Thành công chặn miệng Nguyên Bảo, vân trân vào trong. Tiệc tối bên trong đã bắt đầu. Người có thể lên được thuyền của Tô Gia đều có tiếng trong gian Nam Thành. Nhưng Vân Trân vừa vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy Triệu Húc ngồi trong đám người. Chương 492, rời đi, bội ước. Triệu Húc nhàm chán ứng phó người đến gần. Có điều khi tầm mắt hắn đảo qua cửa, nhìn thấy Vân Trân, hai mắt lập tức sáng ngời. Vân Trân gật đầu với hắn, sau đó xuyên qua đám người, đến phía sau. Triệu Húc nhân lúc những người khác không chú ý, lập tức nắm tay nàng. Nàng chạy đi đâu vậy? Triệu Húc thấp giọng hỏi, Vân Trân quỳ gối phía sau hắn, rút tay ra, rót đầy chén rượu. Đứng bên ngoài một lát, phát hiện đèn hai bên bờ sông đều sáng lên, rất đẹp. Vân Trân trả lời. Triệu hút khẽ cười, sủng nịch nói, nếu nàng thích, lát nữa ta tìm cớ chuồng ra ngoài xem với nàng. Vân Trân nghe xong, nhìn hắn, có hơi thất thần. Lúc này, lại có người tới kính rượu Triệu hút. Triệu hút niết lòng bàn tay Vân Trân, sau đó đứng dậy, ứng phó người tới tiếng cười, tiếng nói chuyện. Xa dần bên tai. Vân Trân ngồi quỳ phía sau Triệu Húc nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, luôn cảm thấy bản thân không hợp với nơi đây. Giống như cách tivi nhìn mọi thứ, cảm giác không hề chân thật. Cùng ngắm đèn. Nàng cũng muốn cùng Triệu Húc ngắm đèn. Nhưng khi ấy, thời gian sợ rằng không còn kịp nữa. Vân Trân ảm đạm cúi đầu. Thiếu gia, nô tỳ rời đi trước đến khi triệu hút uống rượu khá nhiều, mặt hơi phím hồng, Vân trân ở phía sau hắn thấp giọng. Nàng muốn đi đâu? Triệu hút xoa nhẹ đôi mắt, nhìn nàng. Có chút trì việc, sẽ không lâu lắm. Nô tỳ kêu nguyên bảo tới đây hầu hạ. Vân Trân giải thích. Không cần. Triệu hút xua tay, nàng đi sớm về sớm, ta chờ nàng. Vân Trân ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên, nàng hành lễ, sau đó đứng dậy vội vàng rời đi. Triệu hút dựa vào bàn, nhìn theo Vân Trân. Không biết vì sao, lòng hắn đột nhiên luống cuốn không lý do, hắn chợt cảm thấy lần này Vân Trân đi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại. Say rồi. Triệu hút cười cười, lắc đầu. Bằng không, sao lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy? Vân Trân gấp gáp rời đi. Áp chế cảm giác tội lỗi trong lòng, nàng sợ nếu còn đi chậm, bản thân sẽ hối hận, sẽ không nhịn được mà ở lại nhìn hắn một cái nàng nhanh chóng tới nơi đã hẹn với Tô Thanh Loan. Chờ nàng tới nơi, phát hiện Tô Thanh Loan đã ở đó, xung quanh quạng quẻ, không thấy người chèo thuyền nàng ta từng nhắc tới. Vân Trân tiến lên hai bước, liền dừng lại. Người chèo thuyền đâu? Vân Trân nhìn Tô Thanh Loan, hỏi. Không có người chèo thuyền. Người chèo thuyền an bài trước đó tạm thời có việc, không tới được, hiện tại chỉ có thuyền. Thuyền đâu? Vân Trân nhíu mày ở phía sau ta. Thư ngươi để lại cho biểu ca ta đâu? Ở trên người ta. Đưa cho ta. Vân Trân không nhúc nhích. Ngươi không phải đã tới rồi sao? Tô Thanh Loan hỏi nàng. Vân Trân không trả lời, tay lại theo bản năng sờ soạn bên hông. Bắt lấy ả. Đúng lúc này, Tô Thanh Loan hét lên. Dứt lời, liền có hai hắc y nhân từ mái hiên phía sau xông tới. Thân thủ này không tồi, Hẳn là sát thủ Tô Thanh Loan bỏ tiền ra thuê. Vân Trân thấy vậy, vội nâng bước chạy vào trong thuyền. Nhưng rất nhanh, chân nàng bị thứ gì đó đánh trúng, cả người lão đảo một cái, ngã xuống. Nàng vừa bỏ dậy, hai thanh kiếm chó lọi đã kề ngay trên cổ. Chương 493, thật sự có thích khách. Sát thủ Tô Thanh Loan thuê đè Vân Trân xuống, đẩy nàng tới trước mặt Tô Thanh Loan. Người giết ta như vậy, không sợ thiếu gia biết sao. Thiếu gia biết thì thế nào? Huynh ấy hiện giờ đã bị người bên trong cuốn lấy, không thoát thân được. Huống chi? Tô Thanh Loan dò xét trên người nàng, rất nhanh, nét mặt đắc ý đã biến mất, thay vào là sự phẫn nộ, thư đâu? Thư ngươi để lại cho biểu ca nói mình có việc vội vã muốn trời đi đâu? Không có phong thư đó, nàng ta làm sao chứng minh Vân Trân chết không liên quan tới nàng ta? Lúc này, Vân Trân nở nụ cười ngươi cho rằng ta sẽ thật sự tin ngươi, đi viết lá thư đó sao? Vân Trân cười lạnh. Nàng không ngốc đến mức đi tin một kẻ từng muốn giết nàng. Từ phi ngươi làm đúng theo kế hoạch đã thỏa thuận giữa chúng ta, thả ta đi. Chỉ cần ta bình an rời khỏi nơi này, đương nhiên sẽ viết thư báo bình an cho thiếu gia. Ngươi! Tô Thanh Loan nắm cổ áo nàng, phẫn nộ trừng mắt, ngươi cho rằng ta hết cách à. Vậy ngươi có thể thử xem. Vân Trân nheo mắt, thử xem nếu không có thư tự tay ta viết thiếu gia có tin ta chủ động rời đi hay không thiếu gia liệu có tính chuyện ta mất tích lên đầu ngươi không ngươi tô thanh loan cho mày đúng lúc này đầu thuyền đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai thích khách có thích khách người đâu có thích khách tô thanh loan và thích khách nàng ta thuê lập tức trợn tròn mắt rõ ràng thích khách ở đuôi thuyền vì sao lại có người ở đầu thuyền kêu Ban đầu, phản ứng của Vân Trân cũng giống đám người Tô Thanh Loan, nhưng rất nhanh, nàng liền hoàn hồn. Không đúng, không phải thích khách Tô Thanh Loan an bài, mà thật sự có thích khách. Trên thuyền có thích khách. Mau thả ta ra. Thiếu gia đang gặp nguy hiểm. Vân Trân la lớn. Tô Thanh Loan sửng sốt, ngay sau đó cười nhạo, ngươi lừa ai hả? Khẳng định là ngươi đã thông đồng với ai đó, còn nói biểu ca gặp nguy hiểm. Trên thuyền này có nhiều cao thủ hộ viện, làm sao thích khách trà trộn vào được. Nhưng giây tiếp theo, Tô Thanh Loan liền bị vả mặt. Có người mặt đầy máu chạy về hướng này. Ngay thời điểm người nọ nhìn thấy thích khách bên cạnh Vân Trân và Tô Thanh Loan, lập tức hét lớn. Đi mau. Tô Thanh Loan vội nói với hai tên thích khách kia. Thích khách nhìn nhau, lập tức nhảy xuống sông đào tẩu. Tiểu thư. Thanh Loan, nữ nhi của ta theo đó có người tới cha vừa rồi có thích khách muốn bắt cóc nữ nhi thật sự hù chết nữ nhi tô thanh loan nhào vào lòng tô chiếu sợ hãi nói tô chiếu vỗ vai tô thanh loan trấn an thiếu gia nhà ta đâu vân trân phát hiện người trong yến hội cơ bản đều ở đây chỉ thiếu mỗi triệu hút liền nôn nóng hỏi hút nhi hơi say nói là ra ngoài cho tỉnh rượu tô chiếu nói vân trân không đợi ông ta nói xong liền cất bước chạy về phía trước. Trên thuyền sao lại có thích khách? Thích khách sao lại tới? Mục tiêu của thích khách là ai? Tô Chiếu. Không, không phải. Phản ứng đầu tiên của Vân Trân khi ý thức được có thích khách, đó là triệu hút gặp nguy hiểm. Trực giác nói với nàng, thích khách nhắm tới triệu hút. Trên đường, không ngừng có người chạy, thét chói tai. Thích khách như quỷ mị xuyên qua các gian phòng, tìm kiếm mục tiêu của chúng. Chương 494, xin lỗi. Ta sẽ hận nàng. Vân Trân biết, nàng bắt buộc phải tìm được triệu hút trước thích khách. Thiếu gia. Nàng cuối cùng cũng tìm được triệu hút đang dựa vào lan can ở lầu ba. Triệu hút nghe tiếng của nàng, chậm rãi quay đầu. Cẩn thận. Vân Trân đột nhiên hô to, nhào tới hắn, khoảnh khắc đẩy bả vai hắn đi, lưỡi dao sắc bén của thích khách đâm vào lưng Vân Trân một nhát. Triệu hút lập tức tỉnh táo lại, Trân Nhi. Hắn vội đỡ lấy nàng, nàng sao rồi? Triệu hút ôm chặt Vân Trân. Thích khách thấy một kích không trúng, lần nữa rút kiếm xông lên. Đúng lúc này, Tô Chiếu dẫn người kịp thời tới. Hộ viện của Tô Gia đánh nhau với thích khách. Hút Nhi, con không sao chứ? Biểu ca. Một đám người vây lại. Ta không sao, mau tìm đại phu, Trân Nhi bị thương rồi. Triệu hút bế Vân Trân lên, nôn nóng hét lớn. Tô chiếu ở bên cạnh nhìn sắc mặt phức tạp, có điều vẫn sai người đi tìm đại phu. Tô Thanh Loan đứng phía sau ánh mắt hiện lên một tia khói mù. Bỗng lại có tiếng thích khách tới. A, à, thích khách tới. Có người la lên. Vừa dứt lời đám người liền hỗn loạn. Tô Thanh Loan nhíu mày dùng hết sức lực đụng vào cánh tay triệu húc đang ôm vân trân. Triệu húc vốn vì trước đó uống nhiều rượu tuy hiện giờ đã tỉnh táo lại nhưng thân thể vẫn rất mệt mỏi. Bị Tô Thanh Loan dùng sức va chạm, tay bế Vân Trân bỗng mất sức, Vân Trân bị ném ra ngoài. Còn chưa kịp đứng vững đã rớt xuống bông tàu. Không. Triệu hút nhào qua, kịp thời bắt được một tay của Vân Trân. Lúc này, cả người Vân Trân treo giữa không trung, bên dưới là nước sông sâu thẳm. Đám người bên trên thét chói tai. Thiếu gia, buông ra, Vân Trân nhìn thấy có thích khách cầm đao tới muốn chém Triệu Húc. Nhưng Triệu Húc lại vì cứu nàng, căn bản không định né tránh. Tức khắc, toàn thân Vân Trân lạnh như băng. Xin lỗi. Nàng bi thương nhìn hắn, sau đó nâng tay còn lại gạt tay Triệu Húc ra. Không, đừng. Đừng. Nàng đừng như vậy. Ta sẽ hận nàng, nếu nàng dám buông ra, ta sẽ hận nàng. Ta nhất định sẽ hận nàng, Triệu Húc luống cuống, hô to hắn chưa từng hoảng loạn như vậy. Ngay lúc hắn nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của Vân Trân, ngay lúc hắn hiểu ý nàng, hắn liền luống cuống. Đừng! Đừng rời khỏi ta! Trầm! Mặt sông nổi bọc nước như con quái thú nuốt chửng Vân Trân. Trân Nhi! Hai mắt triệu hút đỏ bừng, nhảy xuống cùng nàng. Nhưng giữa đường, lại bị người ta ngăn cản. Hút Nhi, đi mau! Thiếu gia, lại có thích khách chúng ta mau rời khỏi đây. Tiếng người xung quanh như ông vỡ tổ. Nhưng bọn họ đang nói gì, Triệu Húc đều không nghe vào một câu. Hiện tại hắn chỉ muốn nhảy xuống sông. Hắn chỉ muốn cứu Vân Trân lên. Không kịp nữa. Lúc này, không biết ai lại nói một câu. Sau đó, cổ Triệu Húc đau nhói một cái, lập tức mất đi tri giác. Ám sát xảy ra trên sông Lưu Tô đêm đó, rất nhiều người chết. Nghe nói người cuối cùng sống sót trên thuyền không đến một phần ba. Cao thủ hộ viện Tô Gia mời tới trên cơ bản đều chết. Cuối cùng, vẫn là quận thủ nhận được tin, quan binh tới, lúc này mới khống chế được cục diện. Nhưng những người chết vẫn không về được. Chương 495, Ngụy Thư tỉnh nổi giận. Một tháng sau. Ngụy Thiếu Hiệp, thiếu gia nhà ta vừa ngủ, huynh đừng làm phiền ngài ấy. Nguyên Bảo gấp gáp muốn đuổi theo người phía trước, nhưng đối với người võ công cao cường, đi đường đều như đang bay, Nguyên Bảo dùng hết sức lực vẫn không đuổi kịp. Bịch Một chân ngụy thư tỉnh đá văng cánh cửa trước mặt, đến bên mép giường, lại phát hiện ở đó không có ai. Y dạo một vòng, ở sau bình phong tìm được Triệu Húc. Y không nói gì cả, trực tiếp đi qua túng cổ áo Triệu Húc, đánh hắn một quyền. Khóe miệng Triệu Húc lập tức có vệt máu. Lúc rời khỏi kinh thành, ngươi đã bảo đảm với ta thế nào? Ngươi nói sẽ chiếu cố nàng ấy Nhưng bây giờ thì sao Ngươi chiếu cố nàng ấy thế nào hả Tên khốn này Ngụy Thư Tĩnh nói Lại giơ tay đánh vào mặt Triệu Húc Lúc này Nguyên Bảo đuổi tới Nhìn cảnh tượng trước mặt Hắn sợ tới mức linh hồn nhỏ bé Cũng sắp không còn Ngụy Thiếu Hiệp Huynh làm gì vậy Mau buông tay Mau buông tay Nguyên Bảo nhào qua giữ chặt cánh tay Ngụy Thư Tĩnh Hét lớn Trân Nhi xảy ra chuyện, thiếu gia nhà ta thương tâm hơn bất kỳ ai. Huynh xem ngài ấy đã gầy đi mười mấy cân rồi, Huynh đừng trách ngài ấy nữa. Nguyên bảo, Triệu hút cắt ngang, giọng nói nhẹ ngào đến cực điểm, ngươi buông tay, ngươi để A tỉnh đánh ta đi. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta, nàng đã không xảy ra chuyện. Ta nói sẽ chăm sóc nàng, cho nàng danh phận, nhưng ta lại. Ta lại hại nàng ngươi đã làm gì trân nghi ngụy thư tỉnh nghe đến đây đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn giận dữ hỏi triệu húc lại lắc đầu im lặng ngụy thư tỉnh thấy hắn như vậy lập tức hiểu ra vấn đề tên cầm thú này ta phải giết ngươi ngụy thư tỉnh lần nữa đánh vào mặt triệu húc chuyện thích khách đã qua một tháng mà vân trân cũng mất tích một tháng hôm ấy triệu húc bị đánh cho hôn mê được đưa về tô phủ. Sau khi tỉnh lại, hắn liền tự mình dẫn người bôn ba tìm kiếm Vân Trân, nửa tháng trước cuối cùng cũng không chịu nổi, ngã bệnh. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn mang theo thân thể bệnh tật tìm kiếm. Hôm ấy hỗn loạn, thi thể bất hạnh rơi xuống sông đều tìm được, trong đó có rất nhiều thi thể bị trôi tới hạ du. Nhưng dù thế nào, đều tìm được. Chỉ không có Vân Trân. Mọi người đều ngầm nói, Vân Trân đã chết. Thử nghĩ xem, lúc ấy nàng bị thương nặng như vậy, nếu không chết, khẳng định đã sớm được phát hiện. Nguyên Bảo từng khuyên Triệu hút một câu, kết quả bị Triệu hút sai người đánh 20 đại bản. Từ đó, không ai dám nhiều lời trước mặt hắn. Chuyện xảy ra trong Giang Nam thành được hỏa tốc đưa tin về Kinh Thành. ngụy Thư tỉnh sau khi biết, lập tức ra roi thuốc ngựa tới. Trên đường, y đều hy vọng tin báo là giả, Vân Trân sau khi tin báo đưa đi đã được tìm về. Nhưng, khi hắn vào Giang Nam Thành, nghe nói tứ thiếu gia của Ninh Vương Phủ gần đây đang tìm một nữ tử rơi xuống nước mất tích. Trong lòng lập tức rét lạnh. Chờ đến khi hắn nhìn thấy triệu hút sa súc tinh thần, chút hy vọng còn lại cũng biến mất. Y không chấp nhận, không chấp nhận sự thật không tìm thấy Trân Nhi. Tứ thiếu gia, có người ở Hạ Du phát hiện một nữ thi. Đúng lúc này, có người tới bẩm báo. Chương 496, Thi Thể, đi thống. Nữ thi Trước mắt triệu hút tối sầm, thiếu chút ngất đi. ngụy thư tỉnh vội tới trước mặt người nọ. Người nói cái gì? Nữ Thi Vâng, đúng vậy. Mới vớt được dưới sông tối qua, người nọ bị ngụy thư tỉnh dọa sợ, lắp bắp đáp. ngụy thư tỉnh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, nhìn triệu hút. Trong mắt triệu hút một mảng trống rỗng. Bọn họ vội chạy tới bờ sông phát hiện nữ thi. Triệu hút ngồi trên lưng ngựa. Khoảng cách rất xa, sắc mặt hắn đã tái nhợt vài phần. Đó là y phục chân Nhi mặc không mất tích, nguyên bảo che miệng. Ngụy Thư tỉnh căng thẳng. Có lẽ ngâm trong nước thời gian quá dài, mặt nữ thi đã hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra dung mạo. Có điều căn cứ theo thân hình, hẳn là nữ tử tuổi không lớn. Tứ thiếu gia, đã kiểm tra, sau lưng người chết quả thật có vết thương. Lúc này, Ngộ Tác Nghiệm thi tới, bẩm báo với Triệu Húc. "Không, không phải. Không thể là nàng. Không thể là nàng." Triệu Húc cắn răng, nhìn chầm chầm nữ thi nơi xa, lắc đầu. "Sao có thể là nàng? Nàng thông minh như vậy, trước đây mỗi lần gặp nạn đều có thể gặp dữ hóa lành, nàng sao có thể chết như vậy?" Cho dù sim y trên người nữ thi giống hệt đồ trân nhi mặt trước khi chết, giống như đúc cho dù thân hình các nàng vết thương trên lưng đều ăn khớp cho dù có nhiều chứng cứ như vậy triệu húc vẫn không tin thi thể trước mặt chính là trân nhi trong tay người chết còn cầm miếng ngọc bội này có người từ trong tay người chết lấy ra một miếng ngọc bội triệu húc tiến lên vài bước đoạt lấy ngọc bội kia nắm chặt giờ khắc này sắc mặt hắn tái nhợt không một giọt máu như bộ xương khô đứng một chỗ ngọc bội này đây là ngọc bội hắn tặng Trân Nhi. Thế mà lại ở đây. Thế mà lại ở đây. Chẳng lẽ... Bên cạnh, ngụy Thư tỉnh chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng lẽ, nàng thật sự rời bỏ chúng ta như vậy sao? Thi thể đã hư thối nghiêm trọng. Triệu hút bất lực, chỉ có thể hỏa tán. Qua ba ngày, hắn chuẩn bị đưa cho cốt rời khỏi Giang Nam. Tô Chiếu và Tô Lão Gia Tử ở cổng Tô Phủ đưa tiễn Triệu Húc giờ phút này trong lòng bọn họ cũng cảm khái vạn ngàn. Lần này triệu hút tới Giang Nam là vì mừng thọ tô lão gia tử. Kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không biết sau chuyện này, bọn họ phải mất thời gian bao lâu mới xóa tan ngăn cách với triệu hút. Hút nhi, đi đường cẩn thận. Tô lão gia tử thở dài. Triệu hút ôm cho cốt, gật đầu với lão nhân. Ngay thời điểm hắn lên xe ngựa, trong tô phủ có một người lao ra, biểu ca biểu ca huynh đưa thanh loan cùng đi đi thanh loan nguyện ý làm trâu làm ngựa cho huynh biểu ca cô thanh loan y phục tán loạn chạy ra phía sau còn có mấy nha hoàng đuổi theo muốn bắt nàng ta về các ngươi ngay ra đó làm gì còn không mau kéo tiểu thư về cho ta Tô chiếu tức giận tới hai mắt đỏ ngầu đừng đừng bắt ta ta muốn đi cùng biểu ca đừng bắt ta trở về lúc này Tô Thanh Loan đã không còn nhu nhược, nàng ta đẩy người muốn bắt mình ra, chạy về phía Triệu Húc, hu hu hu. Biểu ca, huynh cứu muội, cứu Thanh Loan đi. Thanh Loan không muốn gả cho Mã Tài. Huynh đưa Thanh Loan đi cùng đi. Thanh Loan biết sai rồi. Cho dù không có danh phận cũng được. Chương 497, ở ác gặp dữ. Thứ hỗn trướng. Tô lão gia tử nổi giận lôi đình, trực tiếp tát Tô Thanh Loan một cái, đánh cho tô thanh loan ngã ngồi xuống đất hạ nhân tô gia vội chạy tới giữ tô thanh loan lại các ngươi nghe nói chuyện của tiểu thư tô gia này chưa sao lại không nghe nói đúng là mất mặt còn chưa gã chồng bụng đã lớn cũng không biết là giả loại nhà ai còn có thể là nhà ai không phải là nhi tử của mã phú quý bán gạo ở thành bắc mã tài sao mãi tài đó uống rượu ở hoa lâu chính miệng nói bản thân ngủ với tiểu thư tô gia nhưng khi ấy không ai tin chỉ nghĩ gã nói đùa không ngờ rằng ai da trước kia nhìn nàng ta thanh cao bộ dáng kinh thường người khác thế nào kết quả không ngờ lại hư hỏng như vậy thật không biết xấu hổ một kẻ thất trinh còn đòi nhi tử của ninh vương muốn mình có biết xấu hổ hay không lúc này người xung quanh ngươi nói một câu ta nói một câu các ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau kéo tiểu thư trở về cho ta. Tô Chiếu tức giận tới dậm chân. Ông ta sao có thể ngờ sự tình lại trở nên như vậy? Chuyện này phải kể từ hôm gặp thích khách trên sông Lưu Tô. Lúc ấy, tình hình hỗn loạn. Sau khi người của họ đánh ngất triệu hút, liền đưa hắn rời thuyền. Lại không ngờ, Tô Thanh Loan bỗng ngất xỉu. Ngay khi ấy, trong đám người có một người tự xưng là đại phu đứng ra bắt mạch cho Tô Thanh Loan. Tô Chiếu không quá để ý, kết quả vừa bắt mạch, trực tiếp xảy ra chuyện lớn. Đại phu kia thế mà nói rằng Tô Thanh Loan động thai khí, hài tử trong bụng sắp không giữ nổi. Tô Chiếu quát lớn, nói cả hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại danh dự của nữ nhi mình. Tự ngài xem đi. Đại phu kia dẫu môi. Tô Chiếu quay đầu, chỉ thấy dưới thân Tô Thanh Loan nhiễm một mảng đỏ. Lúc đó không ít người có mặt. Tô Chiếu muốn giấu, cũng giấu không được, chỉ biết la hét mắt đại phu kia nói bậy, nữ nhân của ông ta là bị thương, không phải sinh non. Sau đó, ông ta hạ lệnh sai người đưa Tô Thanh Loan trở về. Tuy rằng ông ta giải thích như vậy, nhưng vẫn không cản được miệng người. Dần dần, phụ tử Tô Chiếu bị buộc phải đính thân với mã gia. Nhưng thanh danh rốt cuộc vẫn hỏng. Phụ tử Tô Gia càng không biết nên đối mặt với Triệu Húc thế nào. Húc nhi, Tô Lão Gia tự xấu hổ gọi Triệu Húc lão gia, không xong rồi. Tiểu thư đập đầu vào tường, lúc này, trong viện có hạ nhân chạy ra, báo. Thứ hỗn trướng. Tô Chiếu nổi giận đùng đùng, xoay người vào trong. Ai da, đúng là diễn kịch. Còn không phải sao. Nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ, còn muốn diễn kịch à. Quả thật xứng với mã tài kia. Người vây xem ở cửa lại mồm năm miệng mười. Cuối cùng, triệu hút từ trong tô gia hỗn loạn rời khỏi Giang Nam. Ban đêm, bọn họ ngủ lại trạm dịch. Triệu hút ôm hũ cho cốt ngồi ở hành lang, nhìn bóng đêm tới thất thần. Lúc này, ngụy Thư tỉnh mang theo hai vò rượu tới, đưa cho hắn một vò. Triệu hút nhìn y, lại lắc đầu cự tuyệt. Ta sẽ không uống rượu nữa. Triệu hút nói. Tối đó, nếu không phải hắn uống say, vậy Trân Nhi đã không vì cứu hắn mà bị thương, hắn cũng không vì thế mà không giữ được nàng. Từ hôm ấy, cho dù ngày tháng trôi qua đều khó chịu đến không nhịn được, nhưng một dọc trụ triệu hút cũng chưa từng đụng vào. Chương 498, trả giá. Đây là lời cảnh cáo của hắn với bản thân. Hắn muốn bản thân phải nhớ mãi. Ngụy thư tỉnh thấy hắn không uống, cũng không miễn cưỡng. Y ngồi xuống bên cạnh triệu hút, một mình uống rượu. Sau này để có tính toán gì không? Nửa ngày sau, Ngụy Thư tỉnh hỏi. Triệu Húc cúi đầu nhìn lọ cho cốt trong lòng ngực, ta từng hứa sẽ cưới nàng làm thê tử. Cho nên, ta sẽ thực hiện lời hứa. Mẫu phi đệ sẽ không đồng ý. Triệu Húc cười mỉa, người đã chết rồi, chẳng lẽ bà ấy còn muốn làm khó một người đã chết. Ngụy Thư tỉnh nghe xong, không tỏ ý kiến. Uống nhấp rượu, y lại hỏi, để cảm thấy nàng ấy thật sự đã chết. Không. Triệu Húc duỗi tay ôm ngực, nàng vĩnh viễn ở trong lòng ta từ sau khi tìm được thi thể tử cổ trong tim không còn phát tác hắn vốn còn tìm cớ nhưng hiện tại cái cớ cuối cùng hắn cũng không còn thời điểm bị hạ tử cổ độc thủ y tiên nói với hắn trên đời này không ai có thể giải được tình nhân cổ một khi bị gieo tử cổ trừ phi người có mẫu cổ chết nếu không tử cổ sẽ không biến mất hiện giờ chút hy vọng cuối cùng cũng không còn nàng cũng vĩnh viễn ở trong lòng ta ngụy thư tỉnh nói ban đêm gió lạnh rõ ràng đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất giờ phút này bọn họ lại cảm thấy bản thân đều sắp già đúng rồi vẫn luôn quên nói với đệ một chuyện ngay thời điểm định rời đi ngụy tư tỉnh đột nhiên dừng lại cúi đầu nhìn triệu hút ngồi dưới đất trước khi đi ta đã tới chỗ mọi người xảy ra chuyện cũng đã dò hỏi những người bắt thích khách hôm ấy ta cho rằng thích khách lần này cùng thích khách ám sát phụ vương đệ ở chùa Kỳ Sơn là cùng nhóm người. Ta biết rồi. Triệu hút ôm chặt hũ cho cốt, nàng yên tâm, ta khẳng định sẽ khiến kẻ đứng sau trả cái giá thật đắt. Kinh Thành, Ninh Vương Phủ Thự quan Lâu Bịch Lưu Vân Bạch mặt đầy lệ khí bóp chặt của người bên dưới, ấn gã trên cửa. Ngươi, lặp lại lần nữa cho ta. Đôi mắt đào hoa vốn liễm diễm mê người, giờ phút này tràn ngập sát khí nguy hiểm. Khụ, khụ khụ. Thuộc hạ ở trong tay hắn liều mạng giải dụa. Vân Bạch, buông tay. Lúc này, quỷ diện bà bà tới, ngăn cản hắn vịt. Lưu Vân Bạch chậm rãi buông tay, tên thuộc hạ vuốt cổ, ngã ngồi trên mặt đất. Còn không mau đi. Quỷ diện bà bà ra hiệu. Tên thuộc hạ thấy Lưu Vân Bạch không ngăn cản, vội lui xuống. Nàng ấy chết rồi. Lưu Vân Bạch cau mày. Ta biết. Quỷ diện bà bà nhìn hắn. Ta không muốn nàng ấy chết. Lưu Vân Bạch đột nhiên ôm đầu, ngồi sổng xuống đất, ta không muốn nàng ấy chết. Ta cho rằng, bằng sự thông minh của nàng ấy, có thể thoát được. Ta biết, ta đều biết. Khụ khụ, quỷ diện bà bà quỳ gối bên cạnh hắn, đè tay hắn lại, đây là sự cố, không phải lỗi của ngài. Ta biết, trong lòng ngài cũng rất khổ sở. Ta không biết. Lưu Vân Bạch thống cổ lắc đầu, ta không biết mình có để ý nàng hay không, ta vốn chỉ coi nàng là quân cờ, một quân cờ có thể lợi dụng. Ta không ngờ. Hắn lúc này yếu ớt như một hài tử. Quỷ diện bà bà thấy, không nhịn được mà thở dài. Lưu Vân Bạch trước mặt dường như trở về bộ dáng lần đầu bà gặp hắn. Chương 499, giả chết. Ngoài ngàn dặm. Vân Trân ngồi trên vách núi tới phát ngốc. Mấy ngày trước, sư phụ nói với nàng, Triệu Húc đã phát hiện nữ thư kia. Sau khi nhìn thấy ngọc bội trên nữ thi, hắn đã tin đó là nàng. Hiện giờ, Triệu Húc đã mang cho cốt rời khỏi Giang Nam. Tất cả đều theo kế hoạch của họ. Vân Trân vốn nên cao hứng. Bởi vì từ nay về sau, nàng thật sự đã được tự do. Thoát khỏi thân phận trước kia, cùng tất cả trước kia, cáo biệt toàn bộ không cần ở trước mặt những người khác không lưng uống gối, không cần nghe theo mệnh lệnh của Tô Trắc Phi làm ra những chuyện trái với lương tâm, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, không cần ở Ninh Vương Phủ Phức Tạp kia nghĩ xem phải làm sao mới có thể tiếp tục sống sót. Nàng có thể trở về làm chính mình. Làm Vân Trân lúc ban đầu, chứ không phải nha hoàng Trân Nhi của Ninh Vương Phủ. Khi có được tự do, nàng lại phát hiện bản thân không vui vẻ như tưởng tượng. Vân cô nương, người nên trở về uống thuốc rồi. đúng lúc này, phía sau truyền tới giọng của nữ hài tử. vân trân quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ diện mạo thanh tú cầm áo choàng đi về phía mình. vân cô nương, sao tay người lạnh vậy? thiếu nữ vừa nói, vừa phủ thêm áo choàng cho nàng. nếu để thiếu chủ phát hiện, vậy tiểu thu lại bị mắng. a, à, thiếu chủ. tiểu thu vừa nói xong, liền thấy người kia cách đó không xa. vân trân quay đầu nhìn thiếu niên hắc y đi tới. Người nọ rất tuấn tú, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như hàng băng vạn thước. Tiểu thu vốn hoạt bát, ngay khi người nọ xuất hiện, lập tức theo quy củ. Ngươi đi trước đi. Người nọ phất tay. Tiểu thu được lệnh, vội lui xuống. Lúc này, lại có một cơn gió thổi tới, thiếu niên hắc y giơ tay chỉnh lại áo choàng vừa rồi tiểu thu chưa mặc tốt cho vân trân. Thân thể nàng thế nào rồi? Thiếu niên hỏi đã tốt hơn không ít đều nhờ những dược liệu ngươi tìm thay ta niên sanh vân trân nhìn thiếu niên trước mặt nói không sai giờ phút này thiếu niên đứng trước mặt nàng người được tiểu thư gọi là thiếu chủ chính là bằng hữu vân trân quen được khi còn ở thượng thanh biệt trang niên sanh hắn là niên sanh lại không hoàn toàn là niên sanh hiện tại hắn là người của u minh giáo trên giang hồ cũng là thiếu chủ của ma giáo mà mọi người gọi lệ vô ngân về việc vì sao nàng lại đến U Minh Giáo, vì sao niên sanh lại biến thành lệ vô ngân. Tất cả còn phải kể từ thời điểm nàng rơi xuống nước tỉnh lại. Hôm ấy, nàng rơi xuống sông Lưu Tô. Nước sông Lưu Tô tháng 12 lạnh thấu xương. Khi đó nàng bị thương trên lưng, miễn cưỡng không quá lâu liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân đã được sư phụ cứu. Nghe sư phụ kể, trước đó ông ấy ở Tây Nhung tìm được cách giải trừ tình nhân cổ, sau đó lại nhận thư của triệu húc nói bọn họ hiện giờ đang ở giang nam vì thế sư phụ liền ra roi thúc ngựa chạy tới giang nam nhưng vừa đến giang nam liền nghe nói chuyện thích khách trên sông lưu tô cũng biết vân chân rơi xuống nước không rõ tung tích vì thế ông từ bỏ tìm triệu húc mà trực tiếp cưỡi ngựa men theo bờ sông xuống hạ du tìm kiếm cuối cùng tìm được vân chân chết ngất bên bờ sông trước triệu húc Sư phụ vốn định tìm một nơi chữa thương cho nàng trước. Vừa lúc gặp được Niên Sanh làm việc gần đó. Niên Sanh dẫn họ tới phân đàn của U Minh Giáo, tránh sự tìm kiếm của Triệu Húc. Chương 500, Hài Tử Sở dĩ sư phụ giấu nàng đi là muốn chờ nàng tỉnh lại, nghe dự tính của nàng. Bởi vì sư phụ nói, hài tử trong bụng nàng đã không còn. Hài tử Đã không còn Ngày thứ ba rơi xuống nước, Vân Trân mới tỉnh lại. Vừa tỉnh liền nghe tin tức này. Hài tử. Nàng vuốt bụng, trong đầu hỗn loạn nhất thời không có cách nào tự hỏi. Nàng có hài tử. Hài tử của nàng và. Triệu hút. Nhưng đứa nhỏ này lại tới không đúng lúc. Vừa đến thế gian này, phụ mẫu nó còn chưa phát hiện, liền không còn. Vân Trân nói không rõ cảm giác ngay lúc ấy. Có lẽ là khiếp sợ và mê mang, thương tâm quá mức. Sư phụ không hỏi phụ thân của hài tử là ai. Có điều Vân Trân đoán, ông ấy hẳn đã biết. Hiện tại con có tính toán gì không? Sư phụ nhìn nàng, hỏi, "Hắn đang tìm con. Con muốn trở về không?" "Trở về sao?" Nàng cũng đang tự hỏi. Trước khi nàng rơi xuống nước, Triệu Húc điên cuồng gọi. Nhớ tới Triệu Húc, ngay cả khi thích khách xông tới phía sau cũng không quản. Nhớ tới vấn đề trước đó nàng hỏi Triệu Húc nếu cuối cùng Tô Trắc Phi không đồng ý, hắn sẽ thế nào? Khi đó, Triệu Húc lựa chọn nàng không chút do dự, thậm chí có thể vì nàng từ bỏ những gì mình đang có, từ bỏ thân phận của hắn, cùng nàng ẩn cư. Nàng biết, Triệu Húc không nói đùa. Hắn nói được, nhất định sẽ làm được. Nhưng Triệu Húc yêu nàng nhiều như thế, sao nàng có thể ích kỷ như vậy? Khiến Triệu Húc vì nàng, từ bỏ nỗ lực bao năm, từ bỏ người nhà của mình khiến những người đó thất vọng về hắn, khiến hắn mang trên lưng tội danh bất hiếu. Nếu ở bên nhau sẽ khiến hắn gánh chịu như vậy, nàng thà lựa chọn rời đi. Nàng không muốn trói buộc triệu hút. Huống chi, trên người họ còn có tình nhân cổ, nàng vốn dĩ cũng định rời đi. Không được. Vân Trân lắc đầu. Bất cẩn mất hài tử cũng đã cho thấy bọn họ ở bên nhau sẽ không có kết cục tốt. Không bằng rời đi như vậy vi sư tôn trọng quyết định của con. Sau đó, sư phụ nói với nàng, ông ấy đã tìm được cách giải tình nhân cổ. Chỉ là quá trình giải trừ sẽ rất lâu, sẽ rất thống khổ, đặc biệt là khi Vân Trân không định nói với Triệu Húc, chuẩn bị một mình đón nhận. Không sao. Vân Trân lắc đầu, chuyện thống khổ hơn nữa, con cũng đã trải qua. Con hiện giờ không còn gì để mất, cũng không có gì phải thống khổ nữa. Độc thủ y tiên nhìn nàng, thở dài trong lòng. Cứ thế, Vân Trân ở lại phân đàn của U Minh Giáo. Để Triệu hút hết hy vọng, bọn họ nhờ sự giúp đỡ của U Minh Giáo tìm được một nữ thi thân hình và tuổi tác xấp xỉ nàng. Chủ nhân của thi thể đó cũng không cẩn thận chết đuối. Bọn họ xử lý một chút, thay sim y Vân Trân mặt khi mất tích cho thi thể, ngụy trang thành nàng. Con có tính vật gì có thể khiến Triệu hút tin đây là con không? Thời điểm giáo đồ U Minh Giáo chuẩn bị nâng thi thể tới bờ sông, sư phụ hỏi nàng. Vân Trân nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội. Đây là ngọc bội trước khi Triệu Húc đi Bính Châu cứu Tô Thanh Loan, đưa cho nàng. Lần này tới Giang Nam, nàng luôn mang ngọc bội trên người. Đêm đó phải đi, nàng cũng mang theo. Triệu Húc nhìn thấy ngọc bội này, không thể không tin nữ thi là nàng. Quả nhiên sau khi nữ thi xuất hiện, tất cả người tìm kiếm nàng ngoài thành đều bị gọi về. Chương 501, Điều tra thời điểm sư phụ kể lại trong lòng nàng trống rỗng giống như mất thứ gì đó quan trọng nhất nàng không biết mẫu cổ trên người đến khi nào mới có thể giải trừ sư phụ cũng không dám chắc có lẽ là một tháng có lẽ là nửa năm có lẽ là một năm cũng có lẽ là lâu hơn nhưng trước đó trân nhi cũng đã chết thời gian là thứ giúp quên đi tốt nhất người sống vẫn phải tiếp tục sẽ gặp càng nhiều người càng nhiều chuyện xuất sắc hơn thế giới của hắn sẽ càng muôn màu muôn vẻ người tồn tại trong lòng hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều dần dần người chết kia sẽ dẫn trở nên mơ hồ mãi đến một ngày đột nhiên gặp lại cố nhân nhắc về người mình từng quen biết trong lòng chỉ còn lại năm tháng thổn thức gió nổi lên rồi về thôi niên sanh giúp nàng đè cổ áo xuống nói vân trân gật đầu hai người kết bạn cùng xuống núi trong giáo xảy ra chút chuyện cần ta trở về xử lý ngày mai sẽ xuất phát ta bảo tiểu thu thu xếp giúp nàng thân ảnh hai người dần đi xa gió mang theo giọng nói thanh lãnh của thiếu niên kinh thành một con hãng huyết bảo mã chở một mỹ nhân kính trang hồng y phóng vào cửa thành bảo mã chạy như điên rất nhanh liền dừng trước cửa ninh vương phủ liễu trảng anh xuống ngựa vào trong thủ vệ nhận ra nàng không dám cản trở trực tiếp thông báo với chủ tử trong phủ. Cả quãng đường liễu trạng anh không hề dừng lại, đi thẳng tới thính tuyết hiên. Liễu tiểu thư Đó không phải tiểu thư của trấn bắc hầu phủ sao? Hạ nhân kinh ngạc. Nguyên bảo vừa ôm sách vỡ ra khỏi thư lâu, liền thấy liễu trạng anh như sao băng đi về phía này. Liễu tiểu thư Thiếu gia nhà ngươi có ở bên trong không? Liễu trạng anh cắt ngang nguyên bảo, hỏi Có, có, nguyên bảo vừa mới gật đầu liễu trảng anh liền nâng bước vào trong phịch liễu trảng anh đẩy cửa đi vào triệu húc ngồi trước bàn xử lý công văn nghe động tĩnh, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng liễu ta biết rồi liễu trảng anh cau mày nhìn hắn chuyện nàng ấy qua đời vừa dứt câu thái độ của triệu húc lập tức phai nhạt ta biết huynh muốn báo thù cho nàng ấy liễu trảng anh liếc nhìn đồ trên bàn của triệu húc ta muốn giúp huynh ý tốt của liễu cô nương lòng ta nhận triệu húc khép đồ trong tay lại đứng lên đi về phía liễu trảng anh nhưng cô nương không giúp được ta liễu cô nương vẫn là trở về đi tín niệm để hắn chống đỡ trở về đó là báo thù cho nàng mấy ngày nay hắn điều tra rất nhiều đồng thời cũng phát hiện rất nhiều chi tiết lúc trước không để ý thích khách mấy lần xuất hiện thế mà có liên quan tới trận phản loạn hơn 20 năm trước. Sau đó, ít manh mối hắn tra được mơ hồ chỉ mũi giáo về quận thủ Nam Hoang trước kia, hiện giờ là lại bộ thị lan, dưỡng phụ của Lưu Vân Bạch, Lưu Văn Thù. Dựa theo kết quả điều tra, khi còn trẻ Lưu Văn Thù này từng có giao thoa ngắn ngủi với loạn đảng, có điều do thời gian quá ngắn, nên mọi người đều xem nhẹ. Chuyện phản loạn là cơ mật tối cao. Đến nay, Triệu Húc vẫn còn rất nhiều chỗ vẫn chưa điều tra rõ ràng. Nhưng nếu Lưu Văn Thù có quan hệ với loạn đảng, như vậy Lưu Vân Bạch cũng chính là Triệu Hy hiện giờ thì sao? Hắn và cả chuyện này có liên hệ gì? Chương 502, nửa năm sau. Lại nói về thích khách xuất hiện ở chùa Kỳ Sơn, Lưu Vân Bạch cứu phụ vương hắn. Lưu Vân Bạch có động cơ gây án. Mà thích khách trên sông Lưu Tô ở Giang Nam, động cơ của Lưu Vân Bạch càng rõ ràng sau khi diệt trừ hắn, lưu vân bạch muốn ngồi vào vị trí thế tử, thậm chí vị trí cao hơn, dường như không còn uy hiếp. đương nhiên, thích khách cũng có thể do vương phi phái tới. dù sao triệu húc bị ám sát, người mọi người nghĩ đến đầu tiên khẳng định chính là lưu vân bạch. nhưng dù thế nào, triệu húc cũng phải điều tra ra chân tướng, báo thù cho vân trân, nhất định có đạt được quyền lực lớn hơn, ngồi vào vị trí cao hơn nữa. có lẽ liễu trản anh cũng đoán được điểm này nên mới đưa ra yêu cầu như vậy với Triệu Húc. Liên hôn. Chỉ là đính hôn thôi. Liễu Tráng Anh nói, chỉ cần chúng ta đính hôn, ta mới có thể thuyết phục cô mẫu, thuyết phục người Liễu gia toàn lực giúp huynh cướp lấy vị trí đó. Đính hôn, không phải thành thân. Chờ huynh báo thù cho nàng ấy xong, ta sẽ giải trừ hôn ước. Cô nương không cần vì ta mà hy sinh như thế. Triệu Húc nhìn nàng ấy, vẻ mặt phức tạp việc này với ta mà nói không phải hy sinh là đánh cược ta chỉ là đánh cược huynh đến cuối cùng rốt cuộc có vì ấy nấy thành thân với ta hay không nếu ta thắng ta chính là thê tử của huynh nếu ta thua ta đây cũng không có câu oán hận ta sẽ chủ động rời đi không cuốn lấy huynh nữa huynh thấy thế nào mà cùng thời gian này trong viện của tôn thúy nga tiểu thư tự mình xuống bếp chuẩn bị nhiều món ngon như vậy là muốn tặng ngụy thị vệ sao nha hoàng cười hỏi tôn thúy nga cười cười không trả lời chỉ có ngươi nhiều chuyện một nha hoàng khác nói nào phải nhiều chuyện ta chỉ là hâm mộ ngụy thị vệ có thể có được sự ưu ái của tiểu thư nhà ta cũng đúng tiểu thư nhà chúng ta dù là dung mạo hay gia thế cũng đều xứng đôi với ngài ấy được rồi đừng nói nữa lúc này tôn thúy nga lên tiếng ta và ngụy đại ca chỉ là bằng hữu mà thôi thời gian nhán cái đã qua nửa năm. Hiện giờ là thời điểm nóng nhất. Mùa hè oi bức khó chịu. Trấn Ngân Phong là một trấn nhỏ nằm giữa Tây Nhung và Nam Hoang. Gần đây trên trấn đột nhiên có ôn dịch. Nhất thời, lòng người hoảng loạn. Sau đó, xuất hiện một đại phu mang mặt nạ quỷ, dân trong trấn lúc này mới khỏi hẳn. Người dân vô cùng cảm kích vị đại phu kia, thời điểm muốn báo đáp nàng, lại phát hiện không thấy nàng đâu bọn họ đuổi theo tung tích, dù thế nào cũng không tìm được. Sau đó, có người trong giang hồ đi ngang, nghe thôn dân miêu tả, lúc này với nói với họ, người mang mặt nạ quỷ kia là quỷ đại phu của U Minh Giáo. Quỷ đại phu y thuật cao minh, hành tung khó đoán, không ai biết nàng từ đâu tới, chỉ biết từ khi nàng xuất hiện liền bộc lộ y thuật cùng độc thuật cực cao. Có điều, đừng tưởng rằng nàng cứu người dân trong trấn thì là người tốt. U Minh Giáo là nơi nào? Đó chính là ma giáo. Người bước ra từ ma giáo có thể tốt đẹp gì? Huống chi, quỷ đại phu kia còn là tâm phúc của giáo chủ U Minh giáo, địa vị trong giáo không cần nhắc tới. Nàng làm việc xưa nay đều chỉ bằng tâm tình, không nhìn thiện ác. Nghe nói hai tháng trước, nhi tử của Trang chủ Từ Bi Trang muốn lột mặt nạ xem mặt nàng, trực tiếp bị nàng độc mù hai mắt. Từ đó, Từ Bi Trang gia nhập chính đạo thảo phạt U Minh giáo. Chương 503 bảo tàng của thương vương người dân trong trấn nghe xong đều không tin bọn họ nói chỉ tin vào thứ mình thấy quỷ đại phu kia tuy rằng đeo mặt nạ ma quỷ nhưng tâm địa lại rất tốt cứu người dân trong trấn quỷ đại phu cứu bọn họ bọn họ chỉ biết như vậy người giang hồ kia nghe xong còn muốn nói tiếp trực tiếp bị thôn dân phẫn nộ đuổi đi không bao lâu có người của u minh giáo tới trấn nghênh phong thiết lập điểm liên lạc bí mật ở đó kẻo kẹt. Tiểu Thu bưng chén thuốc vào. "Vân cô nương, nên uống thuốc rồi." Tiểu Thu đứng cạnh bàn, nhìn người đứng trước cửa sổ. Vân Trân nghe tiếng, chậm rãi quay đầu. Nàng gật đầu với Tiểu Thu, "Ngươi ra ngoài trước đi." "Vâng." Tiểu Thu hành lễ, lui xuống. Vân Trân vừa ngồi xuống bàn, liền nghe phía sau có tiếng vạt áo tung bay, theo đó, một nam nhân mặc áo gấm màu đen đi tới bên cạnh vân trân không quay đầu mà bưng chén thuốc một hơi uống cạn trấn nghênh phong đã thành lập cứ điểm liên lạc mới chờ nàng uống thuốc xong nam nhân bên cạnh nói vân trân nghe đến đây mới quay đầu nhìn hắn thời gian nửa năm ngắn ngủi thiếu niên của ngày xưa đã trở thành một nam nhân thành thục đồng thời cũng khiến người ta càng thêm kính sợ chuyện này ngươi không cần nói với ta giáo chủ vân trân nói không sai chính là giáo chủ nửa năm trước tả hữu hộ pháp của u minh giáo tạo phản muốn nhân lúc căn cơ của hắn chưa ổn định diệt trừ hắn nhưng bọn họ lại xem nhẹ thực lực của người trước mặt ngược lại bị hắn lợi dụng dựa thế thu hồi quyền lực trong tay tả hữu hộ pháp tả hữu hộ pháp thất bại bỏ trốn trở thành đối tượng truy bắt của u minh giáo mà người trước mặt nàng cũng mượn cơ hội đó tiến hành tẩy rửa trong giáo một phen một tháng trước hắn từ thiếu chủ của u minh giáo trở thành giáo chủ cũng từ đó về sau, Vân Trân dù ở nơi có người hay không người đều không còn gọi hắn là niên sanh nữa. Dù sao người trước mặt đã không còn là niên sanh ở Thượng Thanh Biệt Trang, giống như nàng cũng không còn là nha hoàng Trân Nhi của Ninh Vương Phủ. Thời gian nửa năm, bọn họ một người biến thành giáo chủ lệ vô ngân tàn nhẫn độc ác, thiết diện vô tình, một người biến thành quỷ đại phu của U Minh Thần Giáo, khỉ nộ vô thường, khó lường thần bí. Hám tử mới đưa tin về. Lệ vô ngân nói, Bản đồ bảo tàng của Thương Vương biến mất 200 năm gần đây xuất hiện trên giang hồ. Bảo tàng của Thương Vương. Vân Trân nhìn hắn. Thương Vương là hoàng đế cuối cùng của tiền triều. Lệ Vô Ngân giải thích, khi ông ta còn tại vị, hoang dâm vô độ, cướp bóc tài phú hưởng không hết. Nhưng khi tổ tiên của Vân Hán quốc dẫn binh đánh vào hoàng thành, mở bảo khố của ông ta ra, bên trong lại trống trơn. Nghe nói, từ sớm Thương Vương đã lường trước sẽ có một ngày như vậy. Cho nên ông ta bí mật xây dựng địa cung, giấu tất cả tài phú của mình trong đó. Nơi đó, tất giấu tài phú người đời không thể tưởng tượng được. Sau khi Thương Vương chết, Tâm Phúc mai táng ông ta ở địa cung, đồng thời cho ông ta uống thuốc khởi tử hồi sinh, sau đó mang theo bản đồ chạy ra khỏi kinh thành, che giấu tung tích. Nghe nói, 200 năm sau, hậu nhân của Tâm Phúc Thương Vương sẽ mang bản đồ bảo tàng đi mở cửa địa cung, đánh thức quân chủ ngủ say của họ. Khi quân chủ ngủ say trăm năm tỉnh lại, ông ta sẽ lợi dụng bảo tàng giấu trong địa cung, dẫn dắt bọn họ đoạt lại vinh quang cùng tôn vinh từng có. Chương 504: Đoàn tụ ở Mạc Lâm thành. Đây là truyền thuyết về bảo tàng của Thương Vương. Lệ Vô Ngân nói. Sau khi Tiền Triều diệt vong, truyền thuyết về bảo tàng của Thương Vương vẫn luôn lưu truyền. Đã từng có môn phái tìm kiếm bảo tàng của Thương Vương. Nhưng cuối cùng đều không có thu hoạch gì. Dần dần, mọi người đều coi nó là lời nói dối của những kẻ nhớ mãi tiền triều không quên, biên ra tự lừa bịp mình. Chẳng lẽ bảo tàng của thương vương thật sự tồn tại? Trên đời này thật sự có thuốc khiến con người khởi tử hồi sinh? Vân Trân hỏi. Cùng thời gian, ở kinh thành xa xôi ngàn dặm. Trong thư phòng của Ninh Vương, Triệu Húc cũng hỏi vấn đề tương tự. Truyền thuyết về thương vương, bổn vương cũng chỉ nghe nói, nhưng mặc kệ chuyện này có phải thật hay không, hoàng bá phụ của các con tin. Ninh vương vuốt râu, nhìn hai nhi tử trước mặt, ý của hoàng bá phụ các con là muốn hút nhi và hy nhi dẫn người đi tìm. Đương kim thánh thượng trầm mê thuộc luyện đan, luôn muốn có được thuốc trường sinh bất lão, mãi mãi hưởng thụ giang sơn vạn dặm này. Cho nên, khi tin tức bảo tàng về thương vương thông qua con đường bí mật truyền đến tai, hoàng đế liền kích động. Ông ta muốn tự mình đi tìm. Nhưng, ông ta có thân phận gì? Thái hậu và các đại thần sao có thể đồng ý. Cho nên đến cuối cùng, chuyện này giao cho Ninh Vương. Mà Ninh Vương lại định giao chuyện này cho hai nhi tử của mình. Nghe nói bản đồ bảo tàng của Thương Vương gần đây rơi vào tay người của Nham Nhai Sơn Trang. Hai con về chuẩn bị đi rồi mau chóng lên đường, nhưng lúc tin tức còn chưa truyền ra ngoài, người trong giang hồ chưa lấy được bản đồ bảo tàng. Ninh Vương nói, đến lúc đó, Bạch Thần Y bên cạnh Hoàng Bá Phụ Con sẽ cùng đi, trợ giúp các con một tay. Nhi tử hiểu rồi. Nhi tử hiểu rồi. Nửa tháng sau, ở Mạc Lâm Thành. Một quán tử lâu. Sao gần đây người tới Mạc Lâm Thành ngày càng nhiều vậy? Lần trước ta tới không hề đông đúc như vậy. Có người hỏi. Chắc huynh đài có điều không biết. Lúc này, có người đi tới, nói, nghe bảo là người của nham nhai Sơn Trang đến tìm bảo tàng của Thương Vương. Các ngươi xem, trên đường không phải có rất nhiều người mang theo binh khí sao? Họ đều là người trên giang hồ. Trời ạ, à, thế mà có chuyện như vậy. Ta cũng từng nghe kể về bảo tàng của Thương Vương, nghe nói ai có được bảo tàng của Thương Vương, kẻ đó có thể làm hoàng đế. Ngươi không muốn sống nữa à, lời này mà cũng dám nói ở bên ngoài. Là ta lỡ lời, ta lỡ lời. Không ngờ tin tức lan truyền nhanh như vậy. Lúc này trong nhã gian ở lầu 2, Lưu Vân Bạch dời mắt nói với người đối diện. Triệu hút nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau đó uống ngụm trà. A à, hút thật sự không uống rượu sao? Lưu Vân Bạch nhìn ly trà trong tay hắn, hỏi. Đa Tạ tứ ca, ta không uống rượu. Để đúng là, Lưu Vân Bạch thấy vậy, cười khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, dưới lầu bỗng có tranh chấp. Ngươi dựa vào đâu mà đánh ta? Bầu rượu này là ta nhìn thấy trước. Có người lớn tiếng ngươi nhìn thấy trước. Nhưng ngươi không trả tiền thì nó không phải của ngươi. Một thiếu nữ dung mạo tiếu lệ trả lời. Ha! Ngươi nọ nghe xong, đánh giá nữ tử trước mặt, cười kinh, nếu nàng gọi ta một tiếng ca ca tốt, lại ngồi với ca ca một lúc, bình rượu này, ca ca tặng không cho nàng. Ngươi muốn ta ngồi với ngươi? Ngươi muốn ta ngồi với ngươi thế nào? Thiếu nữ nheo mắt, cười hỏi. Đương nhiên là người nọ còn chưa nói xong đã kêu lên thảm thiết chương 505 thiếu nữ tiểu thu nam nhân kia một khắc trước còn đùa dẫn thiếu nữ ngay sau đó đã bị người ta đào hai mắt a à, gã che hai mắt quỳ xuống kêu lên thảm thiết người dưới lầu lập tức bị cảnh tượng này dọa cho ngây người tiểu cô nương này nhìn ngươi nhỏ tuổi thế mà ra tay độc ác như thế đột nhiên có một đại thúc trung niên nhảy ra chỉ vào thiếu nữ diện mạo thanh tú kia, nói Đúng thế, thủ đoạn thật sự quá độc ác. Người nọ nói năng lỗ mãn, người giáo huấn một chút là được rồi, hà tất đào hai mắt của người ta. Nói không sai. Quá độc ác. Người xung quanh lập tức nghị luận. Có mấy người hình như đến từ giang hồ mang theo vũ khí xông lên, muốn giáo huấn thiếu nữ trước quầy nhưng bọn họ còn chưa kịp tới gần đầy bị đánh ngã, trong đó có một người sau khi ngã xuống đất, miệng còn phun ra bọt trắng, cả người run rẩy không ngừng. Nhất thời, đại đường lặng ngắt như từ, không ai dám tiến lên. Lầu 2, Triệu Húc nhìn cảnh tượng này, nhíu mày. Trong mắt Lưu Vân Bạch lộ ra sự hứng thú dạt dào. Lúc này, đột nhiên có người chỉ vào bên khí trên eo thiếu nữ, hét lớn, ma giáo. Là yêu nữ của ma giáo. Dứt lời, mọi người liền nhìn về phía eo của thiếu nữ. Lúc trước, eo của thiếu nữ bị chậu hoa ngăn cản, bọn họ không nhìn rõ lắm, nhưng thiếu nữ vừa thay đổi vị trí, mọi người liền phát hiện hai thanh loan đao trên eo nàng. Loan đao. Trong chốn giang hồ, chỉ có người của ma giáo thích sử dụng loan đao, cũng rất am hiểu loan đao. Miệng ăn nói sạch sẽ một chút. Thiếu nữ híp mắt liếc nhìn kẻ vừa nói chuyện, chúng ta là U Minh giáo, không phải ma giáo gì cả. Nếu các ngươi còn dám nói bậy câu, cẩn thận ta cắt lưỡi của các ngươi. Thiếu nữ nói xong, liền đặt mấy khối bạc vụn ở quầy, sau đó cầm bầu rượu ra ngoài. Trong lúc đó, không ai dám mở miệng. Mãi đến khi thiếu nữ rời đi, đại đường vẫn bị bầu không khí khủng bố bao trùm. Ma giáo! Người của ma giáo cũng tới mặt lâm thành. Trời ạ! À, vậy phải làm sao đây? Sợ cái gì? Người của ma giáo cho dù lợi hại nhưng nơi này là mặt lâm thành, là địa bàn của nham nhai sơn trang nơi này cũng có nhiều nhân sĩ chính đạo, mà giáo chắc chắn không dám càng rỡ. Bên dưới lần nữa bắt đầu nghị luận. Trên lầu. Thật không ngờ người của U Minh Giáo cũng có hứng thú với bảo tàng của Thương Vương. Lưu Vân Bạch khẽ cười. Triệu hút mặt không cảm xúc uống ngụm trà, nhìn dưới lầu tới xuất thần. Bên này, sau khi thiếu nữ rời khỏi tử lầu, lập tức chạy về phía xe ngựa dừng ở đối diện. Rất nhanh, nàng liền nhảy lên trên cô nương. Tiểu thu tươi cười, đưa bầu rượu cho người trong xe. Giờ phút này, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của nàng nào giống kẻ một khắc trước còn tàn nhẫn giơ tay móc mắt người ta. Vân Trân không nhận lấy, mà sờ sờ cánh mũi, hỏi, ngươi động thủ với người ta. Hừ. Tiểu thu chu miệng, ai bảo đám nam nhân kia chó không đổi được thói ăn phân. Nếu hôm nay tiểu thu không giáo huấn gã, sau này chắc chắn sẽ còn tỉ muội khác gặp tai ương tiểu thu chẳng qua vì cứu người mà thôi. Đây là lý lẽ của ngươi. Cô nương, tiểu thu nhào tới ôm lấy cánh tay nàng, làm nũng. Sau này đừng xúc động như vậy. Vân Trân nói, dù sao nơi này là mạc lâm thành. Ngươi đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Chương 506, ở cách vách. Vân Trân đến U Minh Giáo, lệ vô ngân liền để tiểu thu đến hầu hạ nàng. Vân Trân đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng tiểu thư là thiếu nữ hồn nhiên thiện lương. Trên thực tế, người của U Minh giáo, không ít thì nhiều, trong tay đều dính chút máu tanh. Ngay cả bản thân Vân Trân cũng không thể nói nàng chưa từng hại người. Trực tiếp, gián tiếp, tay nàng cũng dính tới mạng người. Có khi là người nàng cảm thấy nên giết. Có khi là người trong giáo dùng thuốc độc nàng tạo ra hại người. Chỉ là trong lòng, mặc kệ hiện tại có thân phận gì, nàng trước sau đều giữ vững điểm giới hạn chỉ cần giới hạn còn nàng vẫn là nàng cho dù nàng có biến thành bộ dáng gì có điều dù vậy nàng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của tiểu thu u minh giáo tuy rằng bị người đời gọi là ma giáo nhưng những ác nhân yêu nữ đó trước khi gia nhập ma giáo cũng là người bình thường không ai sinh ra đã là ác nhân hay yêu nữ sở dĩ bọn họ vào u minh giáo cũng đều có lý do có người ác thật nhưng cũng có người là bất đắc dĩ. Về thân thế của Tiểu Thu, Vân Trân từng nghe người trong giáo kể. Nghe nói năm Tiểu Thu năm tuổi, bị mẫu thân bế lên núi U Minh. Thời điểm mẫu thân nàng ấy bế nàng ấy tới, cả người đều là máu. Sau khi phó thác Tiểu Thư, rất nhanh liền qua đời. Người nhặt xác mẫu thân nàng ấy kể, trên người bà Toàn là thương tiếc, đặc biệt là hạ thể, hẳn là trước đó bị người ta dùng cách tàn nhẫn quan hệ xác thịt. Từ đó, Tiểu Thu đặc biệt căm ghét những nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu gặp, đều sẽ ra tay rất nặng. Mấy tháng trước, Vân Trân gặp thiếu trang chủ của Từ Bi Trang. Kết quả người nọ một hai muốn lột mặt nạ của nàng, lúc ấy, Vân Trân đã muốn giáo huấn cả, chỉ là không đợi nàng ra tay, Tiểu Thu đã trực tiếp đào hai mắt của người nọ. Từ đó, Từ Bi Trang kết thù với U Minh giáo. Từ Bi Trang đem chuyện này tính trên đầu Quỷ Đại Phu. Lúc ấy, Vân Trân mới biết được thân thế của Tiểu Thu. Nếu đổi thành nửa năm trước, nàng còn là Trân Nhi của Ninh Vương Phủ, có lẽ nàng sẽ mở miệng khuyên nhủ Tiểu Thu. Nhưng hiện tại, nàng đã không còn là Trân Nhi, nàng là quỷ đại phu của U Minh Giáo, nơi này cũng không phải Ninh Vương Phủ, mà là Giang Hồ. Trong chốn Giang Hồ, bớt đi những lục đục tranh giành ở Ninh Vương Phủ, nhưng đồng thời lại có thêm quy củ một lời không hợp liền rút đao người trong chốn giang hồ thích dùng vũ khí trong tay nói đạo lý hơn. Cá lớn nuốt cả bé, kẻ mạnh có quyền. Cách làm của tiểu thu tuy rất cực đoan, có lẽ là độc ác, nhưng nàng ấy ở trong chốn giao hồ dùng cách này để tự bảo vệ mình, Vân Trân không có ý kiến. Dù sao trước kia, nàng cũng từng vì nương từ mà chịu không ít khổ. Tiểu thu nhớ rồi. Tiểu thu đáp, cô nương, đệ tử trong giáo đều đã bố trí xong. Từ Vân Trân gật đầu. Hôm ấy, sau khi lệ vô ngân nói với nàng chuyện bảo tàng của thương vương, liền phái nàng tới, hiệp trợ tả hữu hộp pháp lấy bản đồ bảo tàng. Đương nhiên, tả hữu hộ pháp mà lệ vô ngân nói là cấp dưới hắn đề bạc sau khi hắn nhậm chức, chứ không phải tả hữu hộ pháp phản bội trước đây. Xe ngựa chở bọn họ tới một tiểu viện u tỉnh. Điều Vân Trân không biết chính là, nhóm người triệu hút vừa lúc ở cách vách. Chương 507, sao tranh lại người chết chủ tử đây là tình hình của u minh giáo lúc này có ám vệ hắc y quỳ gối trước mặt triệu húc giao cho hắn một phong thơ triệu húc nhận lấy xem qua một lần về u minh giáo hiện giờ đã có hiểu biết đại khái nhâm nhai sơn trang bên kia tình hình thế nào triệu húc lại hỏi hồi chủ tử nhâm nhai sơn trang bên kia tạm thời vẫn chưa có động tĩnh ám vệ đáp tiếp tục âm thầm quan sát triệu hút phát tay hết chuyện rồi lui xuống đi dứt lời hắn xoay người vào trong chủ tử lúc này ám vệ lần nữa lên tiếng triệu hút dừng lại nghe hắn nói kinh thành truyền tới tin tức liễu tiểu thư sẽ tới mặt lâm thành triệu hút nhíu mày ta biết rồi ngươi lui xuống đi hắn phất tay ám vệ lui xuống chờ ám vệ đi rồi triệu hút chậm rãi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra Bên ngoài là hoa viên Có núi giả Có nước chảy An an tĩnh tĩnh Cho người ta cảm thấy một sự tĩnh lặng giả dối Nửa năm trước Hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng ám vệ Trong đó có một vài người đến từ mẫu phi hắn Ám vệ tuyệt đối trung thành và tận tâm Ngày thường sẽ thay hắn xử lý một vài chuyện không thể để lộ ra ngoài Vừa rồi ám vệ nói Liễu Trảng Anh sẽ tới mặt Lâm Thành Nghĩ đến đây ánh mắt triệu hút liền trầm xuống nửa năm trước liễu trảng anh từ bắc cương gấp gáp trở về nói muốn giúp hắn nhưng tiền đề là hắn và nàng phải đính hôn trước liễu trảng anh nói đó là đánh cược đánh cược hắn đến cuối cùng có cưới nàng hay không đề nghị của liễu trảng anh kỳ thật rất dụ hoặc dù sao nàng có thể cho hắn quyền lực nhưng hắn vẫn không có cách nào đồng ý liễu trảng anh hỏi vì sao hắn chỉ nói hắn đã trao lời hứa đó cho một người khác mặc dù người kia đã chết nhưng lời hứa vẫn sẽ không thay đổi cuộc đời này của triệu húc hắn chỉ có một thê tử đó là trương nhi huynh đúng là thâm tình liễu trảng anh nghe xong nửa ngày sau mới nói nhưng cuộc đời huynh còn rất nhiều thời gian huynh cam nguyện cắt đứt tất cả đường lui của mình như vậy ngay cả đường lui huynh cũng không để lại cho mình sao đường lui ta vốn đã không còn đường lui triệu hút lắc đầu có lẽ cô nương không biết có một số người một khi đã yêu đó chính là chuyện cả đời ta hứa với nàng sẽ cưới nàng làm vợ cho dù hiện tại nàng không còn cho dù mẫu phi vẫn quấy nhiễu nhưng thê tử của ta chỉ có thể là nàng hắn không muốn nuốt lời cũng sẽ không nuốt lời hắn đã dành tất cả tình yêu cho nàng không thể lại cho người khác ta biết cô nương có ý tốt triệu hút nhìn liễu trảng anh tương lai cô nương sẽ gặp người thích hợp hơn ta yêu cô nương hơn ta chỉ là người đó không phải ta triệu hút nói xong liễu trảng anh im lặng hồi lâu nàng kiêu ngạo không cho phép nàng giống cô thanh loan nói ra câu tình nguyện làm thiếp nàng chỉ trắng môi mãi đến khi rời đi liễu trảng anh mới nói một câu đôi khi ta thật sự hâm mộ nàng ấy hâm mộ lại hận chỉ là thì sao chứ Người sống sao có thể tranh lại người chết Tuy rằng ngày ấy hắn từ chối Liễu Trảng Anh Nhưng Liễu Trảng Anh vẫn quyết định giúp hắn Hắn không hiểu Liễu Trảng Anh lại cười nói Cuộc đời còn dài như vậy Liễu Trảng Anh ta không tin thật sự không thắng một người chết Cho dù ta không tranh được Ta không tin thời gian không tranh được Chương 508 Ta rất nhớ nàng Liễu Trảng Anh nói xong Rời đi Sau lần đó nàng ấy ở lại kinh thành giúp hắn mượn sức liễu gia triệu hút có lòng cự tuyệt nhưng nhất cử nhất động của đối phương đều rất rộng rãi khiến hắn cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều triệu hút hết cách chỉ có thể hồi báo liễu gia nhiều hơn nhưng trong lòng hắn biết rõ hắn chung quy vẫn nợ liễu trảng anh lần này liễu trảng anh từ kinh thành tới mặt lâm thành đại khái cũng là vì chuyện bảo tàng của thương vương nghĩ đến đây triệu hút từ trong cổ áo lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc hắn cúi đầu hôn lên ánh mắt vốn phức tạp lập tức trở nên nhu hòa nửa năm rồi nàng hiện giờ đã qua cầu nại hà chưa đã uống canh mạnh bà chưa ta mong nàng có thể uống chén canh mạnh bà kia kiếp sau vui vẻ bình an lại sợ nàng uống quên mất ta còn yêu nàng trân nhi ta nhớ nàng thật sự rất nhớ nàng Hết phần 15, mời các bạn đón nghe phần 16.